Ngày nào còn sống là ngày đó còn lo. Chuyện đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà cái Phật học dạy chúng ta là lo cái gì? Lo cái gì trước mắt? Lo cái gì trong tầm tay? Chứ không phải là không lo. Rồi có nhiều người nói thôi đừng có lo. Ta khuyên vậy thôi chứ thiệt sự không lo ai lo. Và giống như quý Phật tử nói thôi thầy đừng có lo, không lo ai lo. Biêu tôi biết. Biêu quý vị biết. Mỗi tháng là biêu điện, biêu nước. Nhưng mà ví dụ cái tiền điện, tiền nước thì mình còn hà tiện, mình xài ít lại thì tháng đó mình đỡ đi. Nhưng mà cái mortgage nó vậy rồi, phải không? Tháng nhà băng, mỗi tháng nhà băng nó rút như vậy là anh làm gì anh phải có cái đủ đó. Nó rút không đủ là mình mệt. Còn tiền điện, tiền nước thì anh biết à, anh xài ít lại thì tháng này anh sẽ trả ít. Cái gì mà mình biết được là mình adjust được. Còn khi mà mình đã đi vào một cái nợ ngân hàng mà nó đã mỗi tháng mình biết là rút bao nhiêu là phải lo mà có. Vậy thì chúng ta vẫn phải lo, nhưng mà lo ở trong một cái bình lặng của mình, biết cái việc mình phải làm, chứ không phải là không lo. Chứ có nhiều vị mình học Phật á, mình đừng có hiểu lầm là đạo Phật là dạy mình buông bỏ. Không phải. Nếu mà buông bỏ là buông bỏ cái gì? Buông bỏ những cái gì mà nó ngoài cái khả năng của mình. Nói cách khác nữa là gì? Cái gì nó đến chúng ta đừng có chấp, đừng có dính mắc nó, đừng có khổ đau với nó. Ví dụ hôm nay nè, mình ăn một cái món ăn gì đó nó ngon, mình thích. Ngày mai có thể mình nấu ăn lại lần nữa, hoặc tuần sau nấu nữa, mình thích quá mà. Nhưng mà chưa chắc á, nó sẽ ngon giống như là kỳ trước mình ăn. Thì đừng bao giờ nghĩ rằng á, ăn cái bữa ăn sao bữa nay kỳ quá, không giống bữa trước mà cũng ăn. Vậy thì rõ ràng cái mà chúng ta phải có niết bàn là bây giờ cái kia nó không còn, cái trước mặt nè. Anh thưởng thức được cái gì ngay cái giây phút hiện tại? Thì người mà có khả năng sống với cái giây phút hiện tại đó đó, mà không đem cái quá khứ ra để so sánh khổ đau đó, thì người đó có niết bàn. Và có ăn trong chánh niệm, ăn trong cái xả, nghĩa là không dính mắc. Chữ xả không có nghĩa là mình ôm một chập rồi mình mới buông. Cái đó cũng được mà hơi mệt. Còn mình biết rằng cái đó nó không cần thiết, ngay giây phút đó xả liền. Cũng như xin lỗi đại chúng là thường thường cái cách tu quán của mình, không có ai mà đi vệ sinh xong rồi để đó ngồi ngắm nhìn chút cho kỹ rồi hãy dội hết đó. Xong là phải làm liền. Mình quán vậy đó thì mình biết rằng có những cái nó đến với mình, mình xả giống như mình xả cái, mình dội cái cầu, bồn cầu của mình đi, không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo toan gì. Tại vì thứ pháp nó là pháp bất tịnh. Cho cái chữ mà cái câu mà mình hay đi vệ sinh xong mình đọc đó, là khi đến giờ mình đi tiểu tiện đại tiện thì xin cầu cho tất cả chúng sanh xả bỏ tham sân si, trừ hết mọi tội lỗi. Tại vì khi mình xả được những cái gì trong người mình, xả ra cái mình, cơ thể mình nó nhẹ nhàng liền. Thì nhớ rằng khi mình xả những cái tạp dơ trong người mình ra đó, nhẹ người đó, thì mình nhớ rằng xả tham sân si nó nhẹ, tâm cũng như thế. Đó là cái bài kệ mà chúng ta mỗi lần đi vệ sinh chúng ta đọc. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si, khí là bỏ, trừ, quyên trừ tội pháp. Tất cả những cái pháp nào sanh tội lỗi, mà cái pháp nào sanh ra tội lỗi? Pháp tham, pháp sân, pháp si. Ví dụ mình đi chùa, mình nghĩ đó là pháp lành, nhưng mà trong khi mình đi chùa, mình không bỏ được tham sân si, mình vẫn mang ba cái đó vô chùa, thì ở trong chùa mình làm việc Phật sự một hồi, nó cũng là cái pháp làm tội, là sanh tội của mình. Và tham sân si nó là cái pháp bất thiện, mà không phải người tu không có. Người tu cũng có, nhưng mà cái khác giữa người tu là người tu thấy được nó, rồi người tu giảm nó. Hết thì không dám nói. Người và người tu mà giảm tham, giảm sân, giảm si là mừng rồi đó, chứ không dám nói là hết nữa. Thời giờ quý vị thấy dụ như ông chồng mình, bà vợ mình, thằng con mình, gái mình đi, nó nhỏ nó sân lắm.
mà bây giờ nó sống mà nó giảm sân là mình thấy nó đỡ không? Đỡ lắm. Cho nên giảm là mừng. Cho con người chúng ta đó, ai cũng là một con người chân thật, gọi là chân nhân. Chân nhân là một con người biết phát tâm tu tập. Thiện nhân pháp, thiện sĩ pháp. Thiện nhân pháp tức là pháp giúp cho mình trở thành người lành. À, hay là có người lành. Còn thiện sĩ pháp là cái pháp giúp cho người đã trở thành lành. Cho nên ví dụ như thế, bác sĩ là nhân, là con người, người bác sĩ. Khám bệnh cho thuốc là cái pháp để mình thực hiện để trở thành bác sĩ. Cho nên mỗi người sống của chúng ta mỗi ngày là ai cũng có cái nhân với cái pháp hết. Ví dụ mà từ cái pháp đó, nó tạo ra con người. Ví dụ mỗi ngày mình sống mình nóng nảy thì nó nói ô cái ông đó ông giận, ông sân lắm đó, thì cái đó là sân nhân. Còn cái cách giận của mình đó, gọi là sân pháp. Quý vị hiểu rồi không? Thì mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta sống đó, chúng ta đều có cái pháp. Cái là cái pháp, là cái phương pháp, là cái cách sống đó, mà để cho chúng ta trở thành một con người mà như chúng ta được nhìn nhận. Nhiều cái người đó luôn luôn sống bằng cái tâm từ ái. Ồ, gặp mọi người là vui vẻ lắm, tiếp đãi mọi người ân cần. Thì tự nhiên đó là cái pháp của họ đó. Thì cái người khác người ta sẽ nhận định, ồ, cái anh đó hiếu khách lắm, cái chị đó chị rất là thảo ăn. Thì chính cái cách sống của họ đó là cái pháp để người ta nhìn nhận họ là một người như thế nào. Tu không biết. Nhưng mà tất cả chúng ta, mọi người sống trong đời này, mỗi ngày chúng ta đều có một cái nhân, một cái pháp, cái để trở chúng ta trở thành một con người như thế nào đó. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ chọn cái chân pháp để chúng ta trở thành chân nhân. Cho nên thường thì chúng ta hay gọi ô chính chào bậc chân nhân, nghe tưởng ông tiên. Thường thường mình nghĩ là chân nhân là mấy ông tiên phải không? Nhưng mà chân nhân là gì? Là một người sống với pháp chân, pháp thật. Thí dụ như mình sân, mình giận, mình biết tôi rất là, cái tánh tôi kỳ cục lắm, tôi dễ giận lắm. Và tôi thấy rằng sau 30 năm sống bằng cơn giận này, tôi thấy rằng tôi cũng trở thành một con người quá ư là dễ giận. Và riết rồi mọi người đều né tôi hết. Và thậm chí không ai dám nói chuyện với tôi, tại sợ tôi nổi cơn. Tôi nói ẩu. Có nhiều người họ giận lên là họ tạc đại à. Cho nên người nào mà sợ mất mặt thì đừng chọc người đó. Thì mình nhận ra được cái đó. Lâu nay tôi sống bằng cái pháp đó, cho nên tôi đã được nhìn nhận bằng con người như vậy. Thôi bây giờ tôi phải tìm cách nào tôi giảm. Bây giờ muốn làm sao giảm cái sân đó đây? Quán đi. Quán là sao? Tư duy suy nghĩ vô thường. Vô thường. Mà thật sự cuộc đời rất là vô thường. Hồi trưa này chú Minh Nghĩa chú nói với Hòa, chú nói năm nay con thấy biết mệt mỏi, nhức mỏi lại gì ở đó thầy. Thì Pháp Hòa mới nói chư tổ đã nói rồi, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Cái sự vô thường thay đổi già bệnh nó không có chừa ai hết á. Bệnh khổ không có chừa bất cứ ai. Quý vị cũng đừng nói trời ơi, chắc là thầy đi thuyết pháp thầy giúp cho mọi người chắc Phật độ. Phật cũng chết mà. Nói cho cùng là vậy, Phật cũng chết, Phật cũng bệnh. Cho nên vô thường lão bệnh không chừa bất cứ người nào, không thiên vị ai hết. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, không có chừa ai hết đó. Chẳng tha ai hết, chẳng tha người nào, chẳng chừa người nào, chẳng kiêng nể người nào. Không lẽ cái người đó giàu rồi vô thường nó tha? Chưa chắc. Nhiều khi giàu quá, ăn uống quá trời quá đất, ăn nhậu quá trời quá đất, bệnh tật nó tới còn lẹ hơn nữa. Nó chẳng kiêng nể ai.
triêu tồn tịch vong, sáng thì còn tối thì mất. Chỉ trong một tích tắc mình đã qua đời khác, sát na gì thế? Chỉ một tích tắc là mình đã sanh đời khác rồi. Cho nên lúc nào mình cũng tâm niệm triêu tồn tịch vong, sát na gì thế. Lúc nào mình cũng tâm niệm vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Cái vô thường, cái già bệnh không có chừa ai hết, không tha ai hết, không thiên vị ai hết. Thì nhờ sống có quán cái đó, thì cái đó là gì? Đó là một cái thiện pháp để giúp cho chúng ta sống với con người. Đó là cái chân pháp để giúp cho chúng ta trở thành một chân nhân. Chân nhân là người sống biết pháp. Biết pháp nào thiện, pháp nào bất thiện. Biết căn cơ của mỗi người. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ăn chay được. Có những người họ không ăn chay được. Thì mình đừng có nghĩ rằng ăn chay của mình là hay, là giỏi, rồi xem thường cái người không ăn chay. Thì ngay khi mình ăn chay được là một thiện pháp. Nhưng mà khinh thường người khác nó không thành ra gì hết. Thì mình đã được cái pháp lành là mình ăn chay. Thì mình phải có tư duy quán chiếu rằng có những người chưa ăn chay được. Mình phải nhận ra, mình phải biết được người đó chưa ăn được, nhưng người ta có những pháp khác người ta sống. Ví dụ người không ăn chay nhưng mà tâm họ rất hiền. Nhận cái tâm hiền đó mà đừng để cái chuyện gọi là không ăn chay của họ làm cái pháp cho mình khinh người ta. Thì mình trở thành không phải là chân nhân. Mà chân nhân là người biết mình, biết người, và thấy được căn cơ của mỗi người, và thấy được mỗi góc độ tu tập của mỗi người. Mình ăn chay mà cái tâm mình còn dở muốn chết, còn khen, còn chê, còn phân biệt. Họ không ăn chay gì hết á, và tâm họ rất lành, họ sống rất bình đẳng, họ sống rất vị tha. Thì tại sao mình không thấy cái pháp thiện của người ta? Nếu nói cho cùng mình dở hơn người ta rồi đó. Mình chỉ được chay ở cái miếng ăn thôi mà chưa chay tâm, chưa có chay lòng. Bớt quá là chay miếng ăn thôi. Đó, chân nhân là vậy. Chân nhân là cái người có chân pháp, sống với chân thật. Và chân thật là thấy pháp bất thiện, thấy pháp không thiện. Nhiều khi mình chỉ thiện được góc độ nào thôi. Ví dụ như mình sẵn sàng làm cho mọi người ăn, nhưng mà kêu chỉ là không chỉ. Cái đó cũng còn dở nha. Mình có ôm nó mãi không? Thân mạng chúng ta đây còn không bảo đảm, là huống chi một công thức. Mà nếu trước kia người kia, người cái nào, người nào mà sáng tạo ra được cái đó, ta không cho mình công thức đó, chắc gì mình được. Cho nên mình được cái công thức này là trời ơi, mình là ngàn thứ mấy trăm triệu mấy chục ngàn người rồi mới tới mình, mà mình tưởng là con mình mình. Cái đó là cái pháp mà nó làm cho. Rồi thí dụ như giờ mình sống, mình không chỉ dẫn chay hết, mình rất, người đời ta kêu là người hiểm. Anh hiểm lắm, có bao giờ anh chia sẻ gì. Thì tại cái cách sống vậy đó, thì người ta nhận ra. Thì cái pháp mình sống mỗi ngày, thì người ta nhận ra mình là cái gì của cái pháp đó. Vậy thì cái Phật pháp mà chúng ta đang học á, hay là chúng ta quy y pháp đó, chúng ta quy y pháp là quy y cái pháp chân đó. Hay một cách khác là một phương pháp để chúng ta sống, để mỗi ngày chúng ta làm cho mình trở thành một bậc chân nhân. Mình không có mong cầu làm chân nhân, nhưng mà mình sống được chứ pháp chân thì tự động nó thành chân. Cho nên quy y pháp chẳng có là cái gì gọi là trở thành một tín đồ của ai cả. Mà nương tựa pháp nghĩa là nương tựa vào lời dạy, nương tựa vào phương pháp, nương tựa vào con đường để giúp cho mình, nhờ cái pháp đó đưa mình mỗi ngày mỗi tiến bộ lên. Thí dụ như mỗi ngày nè, mình học, mình đi học cái nghề gì đó, để mai mốt, thí dụ bây giờ mình học nghề thợ mộc, để mai mốt mình làm thợ mộc, thì cái cách cưa đục đóng dán gì đó
Tất cả những cái cách mà ta chỉ là pháp để trở thành một người thợ mộc. Vậy thì anh đi học mỗi ngày là anh nương tựa pháp chứ gì nữa. Nhưng mà pháp đó là pháp thợ mộc. Còn anh quy y pháp đây là pháp để đưa anh trở thành một người sống thiện lành trong cuộc sống. Cho tại sao lại sợ quy y? Không có gì sợ hết. Mà mình phải thấy rằng tất cả chúng ta rất cần quy y. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về nương tựa với một cái cách nào đó. Theo thế gian là anh muốn làm gì? Thợ may học pháp may, thợ mộc học pháp mộc, thợ nấu học pháp nấu. Thì Phật tử quy pháp là nương tựa pháp chân thiện mỹ để trở thành một người chân nhân. Thì người ta Pháp Hòa nói, để Pháp Hòa định nghĩa cái chữ chân nhân pháp, cái pháp để trở thành một người chân nhân. Còn người chân nhân là chân sĩ hay chân nhân. Thì có một bài kinh ở trong Trung Nga Hàm. Bài kinh này tên là Kinh Chân Nhân, nghĩa là đưa Đức Phật đưa ra 10 cái pháp để chúng ta sống với cái pháp này để trở thành bậc chân nhân. Còn nếu ngược lại thì không phải là chân nhân, gọi là phi chân nhân. Bài kinh như thế này: một thời Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Thưa đại chúng, ở trong các kinh đó, chúng ta thường nghe nhắc tới nước Xá Vệ rất là nhiều. Đúng ra đây là thành Xá Vệ. Và ở trong cái thành Xá Vệ này có một ngôi tịnh xá rất nổi tiếng. Đó là tịnh xá Kỳ Viên. Hay nói theo bây giờ là tịnh xá, có khi gọi là tịnh xá Kỳ Hoàng hay là Kỳ Viên. Bởi vì tịnh xá này là do một vị thái tử tên là Kỳ Đà và một ông trưởng giả tên là Cấp Cô Độc, biệt hiệu là Cấp Cô Độc, hai người hùng lại để cúng dường cho Phật. Đúng ra là cái vườn này là của thái tử Kỳ Đà, do ông Cấp Cô Độc mua. Nhưng mà ông chỉ có thể mua đất chứ ông đâu có được mua cây. Bởi vì cây làm sao ông lót vàng lên đó được. Bởi vì theo sử là ông lát vàng đất để ông mua. Thái tử Kỳ Đà nói hỏi ông lót đất tới đâu á thì tôi bán đất tới đó. Thì cuối cùng cái tu viện này rộng lớn như vậy đó, ông lấy vàng ông lót hết. Thì thái tử thì là buộc lòng phải bán thôi, tại vì cái lời mình nói ra rồi, ông lát vàng tới đâu thì tôi bán tới đó. Rồi cuối cùng là nguyên miếng đất đó lát vàng đầy hết. Là quý vị thấy cái sự giàu có của ông Cốc Cô Độc thời đó. Bây giờ ông thái tử Kỳ Đà buộc lòng phải bán, nhưng mà giờ cái cây nó trồng bự như vậy làm sao lát vàng vô đó. Thì cuối cùng ông thái tử Kỳ Đà phải cúng tất cả những cái cây trong vườn đó, còn đất thì của ông Cốc Cô Độc. Vì vậy cho nên chúng ta thường nghe câu là cây của thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Đa số những bài kinh chúng ta nghe Đức Phật thuyết thuyết ở tại tịnh xá này, ví dụ như bài kinh Vu Lan: một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thụ Viên Trung. Xá Vệ Thành thì Đức Phật nói pháp ở tu viện này rất nhiều. Và Đức Phật đã an cư ở tu viện này 24 năm. 24 năm là nhiều lắm. Đức Phật sống thuyết pháp 45 năm. Mà nội Đức Phật ở đây 24 mùa hạ, 24 mùa hè Đức Phật ở đây. Thì Đức Phật mình biết là cái tu viện này được Đức Phật ở rất là lâu. Vì hiện nay cái tu viện này á, cái miếng đất đó, đó cái tu viện đó, còn cái cây bồ đề của Ngã A Nan trồng. Tại vì có một năm Đức Phật đi thuyết pháp xa, đi suốt mấy tháng, thì ông vua Ba Tư Nặc ông nhớ Phật quá đi. Thì cái bữa đó Phật trở về đó, ông mới bày tỏ cái sự nhớ nhung của ông với Phật. Đức Phật mới nói Ngạ Nan á, đi tới cái gốc cây bồ đề mà Đức Phật thành đạo ngày xưa đó, ở cội bồ đề đó, chiết một nhánh đem về đó trồng. Thì Đức Phật dặn rằng sau này các vị nhớ tôi thì các vị hãy ra cây bồ đề này các vị ngồi thiền.
Rồi các vị sẽ nghĩ rằng tôi đang ở đây. Thì khi cây bồ đề đó trồng xong rồi, Đức Phật đã đến cây bồ đề đó ngồi thiền một đêm, coi như ấn chứng vậy đó. Và thưa đại chúng, bây giờ cây bồ đề đó vẫn còn ở tại Ấn Độ, ở trong cái khu vực tịnh xá đó. Và cây đó có thể nói là một trong cây bồ đề cổ lâu năm mà chiết ra từ cái cây gốc nơi Đức Phật ngồi thiền thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì Đức Phật ở cái tịnh xá này và được chư tổ dịch cái rừng này là rừng Thắng Lâm. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tôi sẽ nói cho các vị nghe về pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Tư niệm có nghĩa là mình khéo suy nghĩ. Các tỳ kheo thọ giáo lắng nghe. Phật nói: thế nào là pháp không phải chân nhân? Ở đây có một người thuộc dòng dõi hào quý, xuất gia học đạo, và những người khác thì không như vậy. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải nhân bởi dòng dõi quý hào quý mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không phải dòng dõi hào quý mà xuất gia học đạo, thực hành hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng đến pháp và thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Thì bây giờ quý vị thấy Đức Phật đưa ra một cái nè. Nếu mình á mà là do một cái người dòng dõi quý tộc mà đi tu mà mình khinh người khác thì mình không phải là chân nhân. Tại sao? Đức Phật nói không phải mình là người giàu có dòng dõi quý tộc tu mà mình trừ bỏ được dâm nộ si, nói cách khác là sân si, là phiền não. Cho dù là hào quý mà không bỏ được cái đó, mà cho tôi đây là người giàu có khinh người khác thì không phải là chân nhân. Nhưng mà ngược lại có những người họ đâu có giàu có gì đâu, họ không phải là người hào quý, nhưng họ bỏ được cái đó. Họ làm cái gì? Đức Phật nói nè: họ là người như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp. Như pháp là sao? Như pháp Phật mà sống mà tu. Tùy thuận pháp nghĩa là người này biết tùy duyên, ứng thuận theo tất cả mọi cái, tức là nói cách khác là uyển chuyển trong cuộc sống. Và người đó hướng đến, cái chữ thú hướng là hướng đến một cái con đường cao đẹp đó họ sống. Nhiều khi họ vậy đó, họ không phải là người hào quý nhưng họ biết làm cái đó. Cho nên một trong những cái mà gọi là cản trở mình tu đó là mình đem cái suy nghĩ, cái học hỏi thế gian á nhiều quá, mình vô chùa mình tu đôi khi nó không lợi cho mình. Đức Phật gọi là gì? Một trong tám nạn là thế trí biện thông. Tám nạn là gì? Ví dụ như đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba nạn rồi. Đuôi điếc câm ngọng là bốn rồi. Sanh sau Phật là năm nè, sanh trước Phật là sáu nè. Thế trí biện thông là 7 nè. Sanh vào một cái cõi gọi là giàu có quá không tu được. Thì đó là 8 cái nạn. Và trong đó có một cái nạn là mình quá nhiều những cái hiểu biết thế gian mà mình đem vô mình so đo với lại Phật pháp, thì đó là một cái chướng ngại. Tại vì cái pháp thế gian nhiều lúc nó đâu có giúp được cho mình giải thoát. Cho nên quý vị nhớ là ở đây sẽ lặp lại. Một cái người mà do mình nghĩ rằng mình giàu có ha, mà thuộc dòng dõi hào quý mà khinh người. Cái bài kinh này nó ở cái chỗ mà khinh miệt á, thì nó nằm ở trong 10 cái căn bản phiền não nha: tham, sân, si, mạn, nghi. 5 cái này nè, người ta gọi là thượng phần kiết sử.
Còn á, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ thì nó 10 cái phía sau này gọi là hạ phần. Kiết sử là phiền não. Thượng phần là 5 cái trên, mà cái này nguy hiểm lắm. Tham sân si mạn nghi đó. Mạn là khinh mạn, kiêu mạn á, tự cao tự đắc á. Thì Đức Phật nói người mà như vậy thì khó tu lắm. Cho cái người mà nghĩ mình giàu, thí dụ bây giờ mình muốn đi tu phải không, muốn đi xuất gia phải không, đừng có bao giờ nói thầy ơi bây giờ con đem 50 ngàn 100 ngàn vô con bỏ vô chùa rồi thầy deposit vô ngân hàng chùa rồi thầy cho con vô tu. Ông thầy nào mà nhận 100 ngàn đó khó, khó độ mình lắm. Tại vì lúc nào mình cũng sống, tôi cúng 100 ngàn đó. Cho nên nếu mình muốn cúng chùa phải không, cúng chùa. Mà hãy cúng rồi là biết là mình chỉ cúng chùa thôi nha. Còn một khi mình đã phát tâm xuất gia học đạo rồi là hoàn toàn không dính dáng 100 ngàn của mình. Vậy mình tu mới được. Chứ không thôi ví dụ bị la cái đấy, đừng có quên nha, tôi cúng tới 100 ngàn. Buồn buồn thôi trả lại đây tôi về nhà tôi tu. Mệt lắm á. Cho nên giàu có khó tu. Thật ra giàu có là mình thấy tiền tài như phấn thổ rồi, mình đem tiền vô mình cúng chùa thì mình cái chuyện đó mình phát tâm. Chứ không có một cái, không có một cái luật lệ nào ai đi chùa tu phải cúng đó. Người xuất gia học đạo, chùa nhận mình, thầy mình nhận mình là thầy mình sẽ chịu trách nhiệm lo cho cuộc đời tu của mình. Và mình không phải lo gì hết. Cuộc đời của mình là do sống được là nhờ bá tánh nuôi mình. Còn nếu cái của đó mình có được thì mình cúng tam bảo là đành, xong. Không có liên hệ gì tới đời tu của mình nữa hết. Phải như vậy mới được. Thứ hai nè, lại nữa, hoặc có người đoan chánh khả ái, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì mình được đoan chánh khả ái mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Chân pháp chân nhân xét nghĩ như thế này, đây là cái pháp xét nghĩ nè. Ta không phải do đoan chánh khả ái này mà đoạn trừ được dâm nộ si. Đâu phải tại mình được cái này mà mình đoạn trừ được cái gọi là dâm nộ si. Thấy không? Hoặc có người nào đó không, họ không đoan chánh khả ái, nhưng thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó được cúng dường cung kính. Đâu phải mình cúng dường người đó tại người đó đẹp. Nếu người đó, nếu mà cúng cho người đẹp thì đời này, ở ngoài đời nhiều người đẹp hơn. Mà nếu mà cái đẹp của người đó là đẹp cái gì? Đẹp cái tâm hồn, đẹp cái, thật ra đó, cái tướng của mình nó từ cái tâm sanh. Thí dụ như mình sanh ra mình được mắt hai mí, mũi cao, môi son, môi trẻ, môi trái tim gì đó, mặt chữ điền, mặt trái son gì gì đó, cái đó đó là cái tướng thôi. Nhưng mà nó cái tướng đó nó sắc của cái sắc đó là sắc thế gian. Nhưng mà cái người mà họ có thiền định, họ có tu tập, họ có tâm từ, nó thể hiện ở trên cái nét đẹp gọi là gì, người đời ta gọi là phúc hậu. Người ta gọi là phúc hậu. Người ta nhìn cái tướng đó, ồ anh đó tướng hảo, thầy đó tướng hảo, cô đó tướng hảo. Tướng hảo mà thế gian thì ta không biết, ta biết ôi sư cô đẹp gái, thầy đẹp trai. Đó là thế gian người ta dùng cái từ đó. Nhưng mà cái chữ đẹp trai và đẹp gái thế gian đó, nó có cái nghĩa là đẹp theo cái nét mình quy định, mắt tai mũi miệng. Nhưng mà cái chữ phúc hậu của thế gian á, thì người ta không phải do mắt mũi nữa, mà do cái gương mặt, cái diện mạo, từ cái tướng và từ cái tâm tu mà nó hiện lên tướng. Thì hai cái đó nó khác. Cho nên cái nhiều người á, không, mình nếu mà mình đẹp mà mình nghĩ rằng mình khinh người khác, và mình nhớ rằng mình có đẹp đi nữa thì cũng không phải do cái đẹp này mà giúp cho mình bỏ sân, bỏ si, bỏ tham, mà do tu tập. Người nào mà như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Quý vị nghe học giáo lý cũng là pháp. Nhưng bây giờ một lát nữa đó, mình đi xuống dưới một cái người nào hiểu lầm mình, la mắng mình, cũng là pháp. Tại vì pháp là gì? Pháp là một cái phương pháp, một cái hiện tượng.
Hồi nãy người ta khen mình là một hiện tượng, bây giờ người ta chửi mắng mình là một hiện tượng. Mình có đủ khả năng để ứng pháp đó không? Mình có đủ khả năng tùy thuận cái pháp đó. Bây giờ anh đang mắng tôi, và tôi biết rằng anh hiểu lầm tôi. Tôi biết hướng tâm rằng anh đang hiểu lầm chứ không phải anh cố ý mắng tôi. Thì cái người đó biết hướng về cái pháp thiện, lấy cái pháp thiện bao dung cho cái người đang chửi mình. Thì cái người đó gọi là hướng pháp, tùy thuận cái pháp người ta chửi mình, mà sau đó tâm mình hướng tới cái pháp thiện để ôm ấp được người đang hành pháp bất thiện chửi mình. Tùy thuận pháp, hướng pháp. Và người sống được như vậy là người sống như pháp. Cái này là chân nhân, chứ không phải do mình đẹp mà trở thành chân nhân. Có nhiều khi mình đẹp, mình phát một cái lời nói không dễ thương. Thí dụ thôi, một cái người đẹp quá, được cái người mà hoặc là mình ỷ mình giàu, cái thì cái người kia người ta để lòng, người ta thương mình ngoài thế gian thay dùng gì dùng câu gì để mà khinh thường người khác, cái gì mà ăn thịt thiên nga đó. Rối rôm theo phận rối rôm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao. Đó là những cái câu mà người ta nói ra để biểu lộ rằng anh là cái người thấp kém, thì anh đừng có hòng mà với tới với cái người sang quý như tôi. Thí dụ vậy. Ở đây á, hai pháp rồi phải không? Hồi nãy là người đừng nghĩ mình do sanh vào dòng tộc quý phái. Cho quý vị thấy ngày xưa đó, Đức Phật rất là làm khó cái người đi tu binh nữ, đó là bà hoàng hậu Mahabhasabade, là kế mẫu của Phật. Khi mà bà vô bà xin tu, Đức Phật làm khó bà. Nói cho dễ hiểu là Đức Phật không có chịu, không có nhận. Rồi bà nghe Đức Phật từ chối, bà dẫn 500 cung nữ đi ra ngoài một góc chùa tự cạo đầu, đứng khóc. Chân thì chảy máu hết trơn, tại vì đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ đến cái khu vực Đức Phật đang ở xa lắm, mà đi bộ mà đi chân không, chảy máu vậy đó. Rồi tự cạo đầu vậy mà Đức Phật vẫn không nhận. Ngạ nan đi xa về thấy 500 bà đứng ở trước cửa chùa khóc. Vô hỏi chuyện gì, mấy bà mới nói tôi dẫn thể nữ vô xin đi tu mà Phật từ chối, Phật không cho. Cái ngạ nan vô, trời ơi Phật ơi, ngài không có nhớ mẹ ruột của ngài, mới sanh ngài ra có 7 ngày rồi mất. Ai là người chăm sóc ngài từ ngày thứ 8 cho tới bây giờ? Ai là người nuôi nấng ngài? Nói đủ thứ hết. Để chi? Dùng tình cảm. Để cho Phật tùy thuận. Phật nói không. Thì cuối cùng á, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên họp với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói, tôi không phải là tôi không nhận, nhưng bây giờ nó có những cái khó. Hiện nay thế xã hội bây giờ người ta đang khinh thường người nữ, người ta không cho người nữ gia nhập vào những cái đoàn thể như thế này. Mà bây giờ mình tự nhiên mình nhận họ vô, mình không có phương pháp bảo bọc họ, thì mình sẽ trở thành một đối tượng cho người khác chỉ trích mình, mà mình không có phương pháp để bảo bọc người nữ này. Vậy thì quý vị nhớ là Đức Phật không phải không thương họ, nhưng Đức Phật trước khi nhận họ, Đức Phật phải suy nghĩ cách nào an toàn để nhận mà không bị xã hội thời đó chê trách, và còn đủ năng lực bảo vệ đệ tử mình, đệ tử nữ của mình. Tại vì người nữ bên Ấn Độ là không có giá trị gì hết đó. Người nữ bên Ấn Độ chỉ biết ở nhà sanh con, làm việc nhà, và thậm chí không cho ra đường làm việc. Bây giờ quý vị qua Ấn Độ coi, đa số buôn bán ngoài chợ, làm lụng ngoài đường là do người đàn ông, người chồng. Người đàn bà ở nhà chỉ biết cầm cái chổi quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chứ không được có ngành nghề gì trong xã hội. Trừ những người nào mà họ đi theo cái phong trào mới,
họ họ chống lại cái đó rồi họ làm những cái giống như xã hội bây giờ, thì cái quý vị thấy đó là chuyện họ theo bây giờ, chứ còn theo truyền thống Ấn Độ là không được. Bây giờ là họ đã thời Phật mà 2000 mấy năm trước là quý vị biết là còn cỡ nào nữa, cho Đức Phật nhận vô là không được. Mà cái thứ hai nữa, cái người quan trọng nè, cái người vô tu là ai? Là ai? Là một hoàng hậu đương kim. Nếu Đức Phật nhận bà một cách dễ dàng như vậy thì bà vô đây bà vẫn tiếp tục làm hoàng hậu, chứ không phải là một nữ tu. Nếu Đức Phật không làm khó bà thì bà sẽ trở thành một hoàng hậu ở trong chùa nữa, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên phải làm khó. Và cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên họp lại và đưa ra 8 pháp để cho người nữ phải tuân hành. Nếu tuân hành được cái này, một là thúc liễm được thân tâm của người nữ, hai là đủ khả năng bảo bọc cho họ, cái phương tiện nào cũng lợi hết. Nhìn như là người khác đọc vô cái đó, ồ thôi được rồi, cái ông này ổng vẫn coi thường nữ. Tại vì trong đó có một câu là người nữ dù tu 100 năm cũng không được quyền phạm thượng đến một vị nam dù người đó mới tu. Nghe như là mình khinh thường người nữ vậy, nhưng mà thật sự ra nếu đều có cái hay ở trong đó hết. Đứng trên phương diện nghiệp lực của người nữ thì đó cũng là điều tốt để cho người nữ thúc liễm. Còn xã hội thời đó ta đọc vô ta nói à đúng rồi, vẫn tiếp tục khinh thường, vẫn nghe là coi người nữ nhỏ bé. Nhưng mà thật sự ra đó là một ẩn ý của Đức Phật. Cho nên quý vị nhớ là cái giáo pháp của Phật á, nó có cái hay là thế gian người ta nhìn, người ta vẫn chấp nhận theo cái hình thức thế gian, mà thật sự ra tất cả pháp đó Đức Phật đều thấy được cái căn cơ nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà Phật nói hết, chứ không phải không. Tại sao? Tại vì cái nghiệp lực của mỗi người, mình bên đây mình không thấy, nhưng mà đụng chuyện mình mới biết. Ví dụ như trời ơi, tôi dễ lắm, tôi đâu có khinh thường ai đâu. Không có đâu, tại bây giờ mình không có chuyện gì, mình chưa có chức, mình chưa có quyền. Nhưng mà khi chức quyền mà lọt vô tay mình rồi, mình khác à, mình khác lắm à. Tại vì sao? Tại mình chưa chứng thánh thì đừng có tin tâm mình. Tâm mình nó thay đổi. Có nhiều người hồi chưa giàu dễ thương lắm, tối hồi giàu rồi không phải vậy. Đó là không phải là họ tội lỗi gì, nhưng mà mình không đủ năng lực tu tập thì cái bất thiện pháp nó chuyển mình hết, nó chuyển tâm mình hết, chứ không phải mình tội lỗi gì hết. Và khi mà Đức Phật nói những cái điều đó đó, thưa đại chúng, là quý vị cứ nhớ là Phật quán thấy được cái đó, và Phật nói cho chúng ta biết để chúng ta phòng ngừa nó. Ví dụ bây giờ mình giàu quá, cái mình tự nhiên mình khinh người khác, mình nói như vậy để biết không? Đó, thấy không? Cho nên tất cả những cái giàu có đó, mà nếu mình thiếu tu hành đó, thiếu sự tu tập quán chiếu đấy, mình sẽ như vậy. Thí dụ mình làm từ thiện đi, mới đầu mình làm từ thiện nãy cũng khen hết á, nhưng mà riết chập cái tự nhiên cái từ mình làm từ thiện, nhưng mà người mình nó dữ dằn, nó la hét, nó làm đủ kiểu hết. Ai nghe mình tới thì ta cũng mừng, tại mình cho của, nhưng mà ta ớn mình lắm, tại mình vừa chửi vừa cho. Thì tại mình thiếu cái sự tu tập, thì cái chữ từ thiện đó nó không đủ, nó ôm cái tâm mình, và cái pháp bất thiện khác nó lấn. Cho chữ từ thiện thì có mà rất nhỏ. Thật ra ai cũng vậy thôi. Bất cứ một người nào sống trong đời mà hễ mà được cái gì mà không có cái khéo đó là thế nào cũng bị nữa. Cái pháp nó xoay. Vậy nó xoay mình rồi thì mình trở thành ra không phải là chân nhân. Vậy thôi. Còn mình thấy rõ nó, mình control nó, mình đừng để nó quá đà, thì dù gì đi nữa mình vẫn còn ở trong cái một cái phạm vi của chân nhân. Cho nên người đoan chánh khả ái, những người khác không được như vậy, đừng có nghĩ rằng do mình đẹp mà nó có thể giải quyết được. Cho nên nhiều khi giàu đẹp khó tu, tại vì mình nghĩ mình sao mình ỷ vào cái sắc đẹp của mình ỷ vào cái giàu có của mình. Nếu mà nói giàu á, ai giàu hơn Phật không? Thái tử mà
và sẽ là một ông vua sắp lên ngôi nữa. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật làm gì? Bỏ cái đó, trở thành một người ăn xin. Vậy thì quý vị thấy ông Đức Phật từ một cái cực giàu trở thành một cái gì? Cực nghèo. Phải thấy cái đó. Đức Phật từ một người cực giàu rồi cuối cùng bỏ hết cái giàu sang để trở thành một người cực nghèo. Hai cái đó là cực, cực hết. Cuối cùng chọn một con đường ăn xin, xin đủ nuôi thân mỗi ngày thôi, khất thực. Vậy thì cuối cùng Phật thanh lọc hai pháp. Một cái pháp quá giàu là không tu được rồi, rồi cuối cùng đi trở thành một con người quá khổ hạnh, không ăn gì hết cho đến nỗi tiêu tụy luôn, không tu được. Hai cái cực hết, hai thứ cực đoan. Cuối cùng Phật chọn con đường mỗi ngày ôm bình bát đi vào làng khất thực, xin đủ bữa ăn của mình, không giữ qua đêm, tại giữ mất công kiếm tủ lạnh, rồi ngày mai hâm phải đổi tô nữa. Hỏi sao vậy? Ăn đồ nhựa ung thư. Kiếm mấy cái đồ xanh rồi hâm rồi phải đẩy lại nha. Rồi nhớ khi hâm đừng nhìn vô cái đèn nghe, hư mắt. Mỗi ngày đủ, không ăn, không có giữ qua đêm. Y phục không quá ba cái. Thật ra cái chữ ba y, y trên y dưới, tức là cái quần, cái áo và cái áo trên ngoài. Lại nữa, hoặc có người hùng biện luận giỏi, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì hùng biện luận giỏi mà quý mình khinh người, đó gọi là điều của kẻ không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do tài hùng biện luận giỏi mà dạy đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không có tài hùng biện luận giỏi, nhưng người ấy thực hành pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó là pháp chân nhân. Cái pháp thứ ba là gì? Đừng nghĩ mình là người luận giỏi, nói hay mà mình khinh người khác. Có những người, người ta không có luận giỏi, nói hay, nhưng người ta trừ được, gọi là cái gì? Cái dâm nộ si. Hoặc là người đó sống với pháp, biết tùy thượng pháp, người ta cung kính là cung kính người đó. Phải gọi ví dụ như bây giờ, một cái người người ta rất là giỏi thuyết pháp, hùng biện, nhưng mà cái cách sống không dễ thương, thì người khác sẽ nhìn người này sao? Anh đó nói giỏi, làm không giỏi. Thì Đức Phật nói trong kinh đó, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Ngược lại, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Vì cái quan trọng là chúng ta nói những gì hay là làm những gì chúng ta nói. Đức Phật nói có những trường hợp có sấm không có mưa, có trường hợp có mưa không có sấm, có trường hợp có sấm có mưa, có những trường hợp không sấm không mưa. Đức Phật giải thích có sấm mà không mưa là người nổ nhiều mà không làm. Có sấm không có mưa là người này nói nhiều mà không làm. Đấy không? Nổ quá trời như sấm vậy mà không làm gì hết. Có sấm không mưa. Có những người có mưa không sấm, nghĩa là làm mà không nói, họ làm mà không khoe khoang. Có những người có sấm có mưa, nghĩa là nói sao làm vậy. Và có những người sao? Không sấm không mưa, không làm mà cũng không nói. Cái này mệt ạ. Nhưng mà bàn luận về ai đó, có nhiều khi mình không biết gì hết, mình đứng ở một góc độ nào đó, mình phê bình người khác theo cái nhìn thiển cận của mình, nhiều khi mình mắc lỗi, mà đa phần là mắc lỗi. Không phải dám nói là tất cả, nhưng mà phần lớn là bởi vì sao? Chúng ta thấy có một mặt mà chúng ta không thấy được một mặt khác.
Có nhiều khi mình thấy, ngày hôm qua có một cô có đố Pháp Hòa, cô nói đố thầy á, ông thầy với đệ tử mà đánh lộn với nhau á, rồi kêu cảnh sát á tới giải quyết á, ai lỗi? Pháp Hòa nói cảnh sát lỗi. Cô hỏi tại sao? Nói chuyện của hai thầy trò người ta, cảnh sát tới không giải quyết được. Mà hai người lỗi là sao? Tại sao cảnh sát không nên tới? Ông đã làm tới bậc thầy rồi, phải không? Là ông chưa độ, ông chưa bao hàm, chưa có tha thứ được đệ tử, mà đệ tử mà nó là đệ tử mà nó không có nhận ra cái bổn phận của đệ tử, hai thầy trò đánh lộn chơi, lỗi của hai ông thầy. Ông làm thầy mà ông làm con, cảnh sát tới là cảnh sát lỗi. Chọc chơi vậy mà. Nhưng ở đây á, mỗi người chúng ta có một cái nhìn, và chúng ta thấy nhớ là cái nhìn nào á, lúc nào nó cũng là phiến diện, tức là một bên thôi. Tại mình đâu có nhìn hết toàn bộ, mình đâu có ở trong cái phạm vi người ta mình nhiều nghe hết được. Thậm chí à, hai người tới nói với mình luôn mà họ nói nhưng mà thế nào cũng giấu bớt à. Ít khi nào mà thố lộ, đa phần kể mình nghe chuyện của họ, hiếm khi nào mà kể hết cái lỗi về một bản rồi. Mình nói hồi cái hình như phần lớn nằm lỗi bên kia. Đó, nó vậy đó, tôi đâu có làm gì đâu. Lúc nào tôi cũng làm gì đó, tôi hiền lắm. Tôi cũng làm gì đó, toàn là tự người kia làm mà. Cho nên nó phải có. Cho người nào đừng nghĩ rằng mình giỏi cái đó. Ngày xưa, quý vị nhớ cái câu chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Có một người anh đó là Ngọc Lam, hai huynh đệ, người là Ngọc Lâm, người là Ngọc Lam. Mà cái ông sư huynh á, ổng lè phè, ổng ăn rỗng ngủ vậy đó. Rồi thành thử cái người sư đệ tu giỏi hơn, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật rồi vậy đó, coi thường ông sư huynh lắm. Vậy mà cuối cùng cái người mắc nạn là cái ông Ngọc Lâm, là ông sư đệ. Tại sao? Vì cái ông lè phè vậy mà không ai để ý. Còn cái ông mà trao chuốt quá thì người ta sẽ để ý. Rồi cuối cùng á, ông mắc một cái nạn rất lớn trong cuộc đời của ông. Và ai là người hóa giải cho ông? Chính cái người sư huynh đó. Chính cái người sư huynh đó hóa giải cho ông. Và nhờ cái người sư huynh hóa giải cho ông, và ông trở lại, ông thực tập, ông giảm đi cái phần khinh thường người khác đó. Quý vị biết là hồi đó ông làm cái chức hương đăng ở trong chùa này, quét dọn này. Thì có một cái tiểu thơ á, cổ thông cho người ta thông báo là chút xíu nữa cổ tới cổ lễ Phật. Ý của cổ là phải dọn dẹp chánh điện cho trang nghiêm, chuẩn bị tiếp đãi cô một cách trịnh trọng. Thì hồi xưa người ta thường gọi là thiên kim tiểu thơ. Quý vị nhớ không? Thiên kim tiểu thơ là một tiểu thơ mà sang trọng như cả ngàn lượng vàng vậy đó. Đó. Thì cái cô thì cô đấy hòa thượng, tiểu thơ tôi sắp tới chùa lễ Phật mà sao ông không dọn dẹp gì hết vậy? Ông có biết tiểu thơ của cô tôi là thiên kim tiểu thơ không? Ông nói thiên kim tiểu thơ không bằng gì hết, tôi là vạn kim hòa thượng. Bởi vì thiên là nhiêu? Thiên có ngàn à, mà vạn tới 10.000 lần. Ông nói tiểu thơ cô chỉ là thiên kim tiểu thơ thôi, còn tôi đây là vạn kim hòa thượng. Trời ơi, cái cô hầu đó cô về cũng để lại cho cái cô chủ nghe. Tức quá trời, ai mà dám khinh thường tới thiên kim tiểu thơ. Cổ đùng đùng cổ tới cổ lễ Phật. Mà quý vị biết khi mà cổ bước vô, cổ thấy ông thầy rồi, cổ rụng rời hết trơn. Cổ thương ổng. Tại sao biết không? Ổng đẹp trai quá. Đẹp trai quá mà đồng thời lại có cái tánh ngạo như vậy đó. Cho nên rồi cái làm cho cái cô tiểu thơ này càng hứng thú hơn. Thường thường cái gì mà người ta dễ đeo đuổi người ta coi thường, phải không? Phải khó đeo đuổi cái lại thích thú. Quý vị biết là cuối cùng ông thầy đó phải ra đời cuối cùng. Nhưng mà ông đi theo ông cưới là bởi vì ông được sự chỉ điểm của sư huynh mình.
là nếu sư đệ khéo léo, sư đệ có thể độ được cô. Thì cái đêm mà đám cưới đó, thì ông đã dùng cái pháp gọi là vô thường, ông giảng cho cô. Và trong đêm đó luôn, cô đồng ý cho ông cởi đồ chú rể ra, để cho ông trở về làm một người tu. Và cô đó sau này cũng đi xuất gia, nhưng với điều kiện phải tự thầy cạo đầu cho tôi. Tức là đi xuất gia mà không xuất gia với người khác, phải xuất gia với người mình yêu. Và nếu mà trong đời mình mà được người yêu mình cạo đầu cho mình đi tu, kệ kỷ niệm chút. Tình chỉ đẹp khi tình gian dở mà. Ông Tô Đông Pha đó, ông cũng bởi vì cái chuyện mà ông luận nghị đó, mà cuối cùng ông cũng là cái người gọi là lúc nào cũng bị thua. Là vì sao? Luận bàn nhưng mà toàn là bằng cái tâm muốn thắng thua. Nhưng mà ở đời này, mình cao một, có người khác cao hơn mình. Đâu phải mình, thí dụ bây giờ nói tôi là thầy, nhưng mà nhớ rằng trước khi anh làm thầy á, có người làm thầy chỉ cho anh làm thầy, cho nên trên anh cũng có ông thầy. Phải không? Thường thường người ta thường gọi là cái gì? Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Có nhiều khi đi mình đi máy bay á, nó bay cao mình ngó xuống, ô dưới mây không à. Mình tưởng mình đã thớp rồi mà thiệt sự nhìn lên nữa còn không? Còn. Mình đang bay ở trên mây nhưng mà thiệt sự trên mây còn mây. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Có một lần ông đố hòa thượng Phật Ấn á. Hòa thượng, tôi đố ông mà ông thua đó, là ông phải thua cho tôi một cái đai, cái dây nịt bằng vàng. À tôi thứ tôi thua ông á. Ê hòa thượng, lại đây ngồi xuống, để cho tôi làm cái ghế tôi ngồi chơi coi. Thì hòa thượng mới nói, thân tứ đại ngũ uẩn này cũng không, tứ đại ngũ uẩn vốn không, chẳng hay tể tướng muốn ngồi ghế nào. Ông bí. Bởi vì cái kêu thân tôi làm ghế phải không? Bây giờ thân này tứ đại đất nước gió lửa, còn nếu đứng trên phương diện ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Ngũ uẩn tứ đại vốn không thì chẳng hay tể tướng trụ ở đâu chỗ nào. Bởi vì tất cả các pháp là không. Nếu tất cả các pháp là không thì có thân nào, có ghế nào để ông ngồi? Thua. Sắc là sắc thân nè, không thiệt. Thọ là cảm thọ nè, vui buồn lạnh nóng cũng không thiệt. Hồi sáng lạnh giờ nóng đó. Cảm thọ của mình đâu trụ chỗ đâu thì đâu thiệt đâu. Tưởng là sự suy nghĩ của mình không có. Hành là sự di chuyển của ông, vận hành của ông có. Mà thức là sự nhận thức của ông có. Cái nó có nhưng mà tất cả nó do cái duyên mà nó nhận thức thôi. Ví dụ giờ có cái hoa này thì mình có con mắt, mình có cái nhận biết, mình mới nói à đây là hoa cúc. Vậy thì cái nhận thức mà hoa cúc này chẳng qua là có cái sắc tướng để mình nhận thức. Chứ nếu không có là nhận gì? Cho nên cái sắc tướng cái mà mình nhận thức cũng không có. Thì ngũ uẩn cũng không thì có cái gì để ông trụ? Tất cả các pháp là không thì thân tứ đại ngũ uẩn cũng là không. Mà cái chữ không này là gì? Không thật có chứ không phải là không có gì hết. Not real chứ không phải là nothing. Everything is something but they just not real. Vì tất cả các chỉ là tạm có thôi. Như cái bàn, cái ghế, bản thân con người chúng ta đây, nhà cửa, mọi thứ xung quanh mình có hết á. Nhưng mà cái có của nhà Phật nhìn là gì? Tạm có. Temporary. Thời gian thôi. Cho nên mình có nói hay nói giỏi, nhưng mà nếu mình chưa bỏ được cái khinh thường người khác, hay là cái si nộ, sân nộ, sân si nộ, thì cũng không được cung kính. Hồi nãy có một đạo hữu mới kể, ở bên Vancouver có hòa thượng
Quý vị biết Hòa Thượng là Hòa Thượng Nguyên Tịnh đó. Cả đời Ngài đâu có nói Pháp bao nhiêu cho mình nghe đâu. Nhưng mà Hòa Thượng sống rất là mật hạnh, sống im lặng, lo tu bản tu tập trong tĩnh lặng của mình. Thì người như vậy đó nhiều khi ít có lỗi. Tại vì sao? Đa ngôn, đa quá, nói nhiều, lỗi nhiều. Trong khi mình hùng biện, mình giảng thuyết, ít nhiều cũng có phạm lỗi. Vì sao? Vì đôi khi cái nói của mình nó không có chánh niệm. Có thể từ ngữ mình dùng làm cho người ta buồn lòng, cái cách nói của mình làm cho người ta không dễ, không thoải mái, vân vân. Thử ra nói Pháp cũng được, nhưng mà thế là trong sự thật là trong khi chúng ta nói Pháp, trừ khi nào chúng ta là bậc thánh chứng đạo, tu đạo, thì chúng ta mới không lỗi. Chứ còn kiểu như mình đây là gì biết không? Là cái máy cassette, học nhiều rồi phát ra vậy thôi. Chứ hoặc là cái người đếm tiền trong nhà băng vậy đó, đếm cả ngày biết nhiêu triệu tiền vậy đó, mà không có đồng nào của mình hết đó. Thì thật sự ra cái mà chúng ta đang làm ở đây là cái gì? Chúng ta là những người quý vị nhớ mình học bốn loại sa môn đó: thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ố đạo sa môn. Thì mình không dám làm ố đạo sa môn, tức là làm một sa môn mà làm xấu cho đạo, thì mình cũng chưa phải dám nhận mình là thắng đạo sa môn, phải không? Bất quá là mình là thuyết đạo sa môn, tức là một người tu mà nói những gì Phật dạy mình và hướng dẫn cho người khác cùng tu. Và mình sống trong cái phạm vi sinh hoạt của đạo, cố gắng sống hai thứ thôi, chứ chưa dám nhận là thắng đạo. Vì người thắng đạo sa môn là một vị sa môn thù thắng vượt bực. Đây là người đặc biệt lắm. Chưa dám nhận mình là thắng đạo, cũng không, mình cũng chưa đến nỗi là ố đạo. Thôi thì cố gắng làm người thuyết đạo, hoạt đạo. Thì đã là người thuyết đạo thì cố gắng thôi, chứ còn làm sao mình khỏi một cái lỗi lầm trong khi mình giảng. Có nhiều khi mình thiệt tâm mình không, mình nói mà có nhiều khác còn người khác còn hiểu lầm mà. Ổng đem tôi ra ổng dũa bữa nay. Mà nhiều khi bác sĩ nói có biết ai đâu mà dũa. Rồi cái kế đến nè: hoặc có người thuộc hàng trưởng lão, quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì là trưởng lão, quen biết, nổi tiếng, khinh thường người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do trưởng lão, không phải do quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà đoạn trừ được sân si. Hoặc có người nào đó không phải là trưởng lão, không quen biết với vua, không nổi tiếng với mọi người và không có đại phước, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Dù mình có quen biết lớn, quen biết nhiều người, mà thậm chí là người nổi tiếng, có đại phước, cũng đừng khinh thường người khác. Quý vị thưa đại chúng, là đôi khi á, cái chữ nổi tiếng với chữ mang tiếng á, thật sự nó nghĩa đó. Nhưng mà tại vì á, mình hay quy định cái gì mà tốt á, thì ta kêu là nổi tiếng, còn cái gì xấu kêu là mang tiếng. Nhưng mà thiệt sự ra cái người đó được người ta khen cũng một hình thức mang tiếng chứ gì đâu, nhưng mang tiếng tốt. Còn người kia xấu cũng là mang tiếng chứ gì đâu mà mang tiếng xấu. Nhưng mà tại mình quy định vậy thì kêu là nổi tiếng, mà vậy là kêu là mang tiếng. Chứ thiệt sự ra cũng nghĩa à, phải không? Nhưng mà ở đời á, nếu mình đừng có chìm nổi gì hết thì nó khỏe hơn. Bởi vì nổi thì thế nào nó cũng sẽ chìm. Cho nên á, không ham nổi tiếng. Tại vì sao? Tại ở đời lúc nào nó cũng có hai pháp. Hễ mà mình được, tức là sẽ có ngày mình mất. Mình thắng, có ngày mình sẽ thua. Mình nổi, có ngày mình sẽ chìm. Phải không? Mình lên, có ngày sẽ xuống.
Cho nên nếu mình sống bằng, mình sống được cái ở một cái trạng thái bình thường, không nổi, không mang, không chìm, không thì nó sẽ yên ổn hơn. Tại vì thường thường á, cây cao thì chịu gió lớn. Mình mà được danh chừng nào á thì cái tị hiềm của người khác đối với mình cũng không ít. Ở đời mà. Đúng không? Ví dụ như mình thuyền to thì sóng lớn. Mình cái lúc nào nó cũng có những cái pháp đi với nó. Pháp Hòa ví dụ, ở cái xã hội của mình đây á, cảnh sát mà rè rảo ngoài đường mà bắt over speed á, phần lớn là những ngày lễ. Tại sao? Lễ là ăn nhậu. Mà có ăn nhậu là sẽ có người xỉn sai lái xe. Cho nên càng lễ thì ở ngoài đường cảnh sát càng nhiều. Cho nên mình quan niệm là lễ chắc ai cũng nghỉ. Họ biết mình nghỉ cho nên mình rảnh rờ mình đi chơi, mình nhậu. Mà mình nhậu nhiều là thế nào cũng có người uống rượu mà lái xe. Cảnh sát họ hay rình mấy cái chuyện đó lắm. Rồi họ tấp mình vô, bắt đầu họ đo cái độ nồng rượu của mình mà họ phạt. Cho nên á, hễ mà mình nổi tiếng thì mình nhớ là thật sự ra nổi với mang nó giống nhau. Tại vì mình nổi mới có chỗ cho người ta gắn vô. Nó mới kêu mang chứ. Cho nên nếu mà mình sống á, đừng thẹn với lòng thì nó quý hơn là nổi tiếng hay mang tiếng. Thật sự ra mình nổi là tại vì người ta thích cái đó người ta cho thôi. Chứ còn vâng, và ví dụ bây giờ cái cô đó, cái anh đó, anh hát nhạc rap. Ồ, anh hát nhạc mà nó sùm mà nó nhảy nhót, nó làm đủ trò hết. Cái đối với con mắt của mấy người già thì sao? Thằng đâu có hát đâu, nó hét không à. Đâu có biết nhảy gì đâu mà hát gì mà kỳ. Đối với cái người già là không thích. Thì nó mang tiếng rồi đó. Anh đó không phải ca sĩ nghiêm túc. Nhưng mà đối với trẻ mà nó khoái thì nó sao? Thành thử ra đối với trẻ thì anh mang. À, anh nổi. Nhưng mà đối với già thì anh này anh mang. Cũng pháp đó thôi. Nhưng mà người nào thích thì ta đưa mình lên để kêu nổi. Mà không thích thì ta nói này nói kia cái mình mang. Thật sự mang với nổi là một nghĩa thôi. Giống như á, này, cầm này. Con xin điếu bác. Cầm này, con cho bác. Thật sự mình nhận từ một người khác đưa mình là cho chứ gì đâu. Nói theo cái từ thế gian, nói từ Phật học là bố thí. Nhưng mà không chịu à. Tôi có nghèo đói gì đâu mà bố thí cho tôi. Tại vì mình suy nghĩ bố thí phải là cái người nghèo, người ta ban ơn cho mình mới kêu là bố thí. Nhưng mà thật sự cái chữ bố thí đơn giản lắm. Cho một cách không dính mắc là bố thí. Đây, quý vị đem tiền, quý vị cúng vô, quý vị không có nghĩ gì hết là bố thí. Quý vị mua cho quà một cái áo, một đôi giày mà không có suy nghĩ gì hết, tại thấy thầy không cần cho thôi là bố thí. Nhưng mà tại tới thầy cái dạ con cúng dường. Rồi cũng cho vậy đó. Xây qua bên cô này cái nhỏ hơn này nè, nè bác cho con nè. Cúng dường chứ đó. Nhưng mà hễ ông thầy cái mình cúng dường mà nhỏ hơn mình cái mình kêu cho. Thấy không? Rồi cái người nghèo kêu bố thí, bạn bè kêu biếu, kêu tặng. Cũng chữ à, nghĩa là cho. Nhưng mà mình tùy đối tượng mình xài chữ. Vậy thôi. Thì cái chữ mang tiếng nổi tiếng giống nhau vậy đó. Mang cũng vậy mà nổi cũng vậy. Nhưng mà hễ mang thì kêu mang tiếng tốt. Thí dụ bây giờ đó. Cái anh đó anh vô chùa thấy không? Mạnh chúa tể là làm biến. Cái mình nhắc. Ồ anh biết không? Trời ơi. Nói tới nó nổi tiếng ở trong chùa luôn. Hỏi nổi tiếng vụ gì chú? Làm biến. Thí dụ vậy. Thì cũng một hình thức mà nổi tiếng. Nhưng mà mình nổi tiếng xấu. Nhưng mình nói móc vậy đó. Nó nổi tiếng trong chùa luôn đó. Phải không? Cho nên nó Pháp Hòa sợ lắm. Ai gặp mình hãy nổi tiếng nha. Thôi cho em xin. Thật ra đó, cái quan trọng của chúng ta ở đây á, là làm sao mình thấy được tất cả mọi cái tâm hành sinh khởi trong mình. Cái đó quan trọng lắm. Cũng giống như mình quán thấy được cái thân mình vậy đó. Thưa đại chúng, có một hôm Pháp Hòa ngồi thiền á, thì Pháp Hòa quán về cái thân á, thì Pháp Hòa thấy á, cái thân của mình nó thông minh lắm. Ví dụ
mình ăn cay vô mà cái bao tử mình không chịu là nó biểu hiện, nó nói cho anh biết liền, đúng không? Mình bữa nào mình ít uống nước mình bị bón, nó nói cho anh biết liền. Mình ít uống nước, xin lỗi đại chúng, mình ít uống nước hoặc là mình quá nóng trong người mình đi tiểu, cái nước tiểu nó cho mình biết liền là cơ thể mình nó đang là như thế nào. Người của mình á, mà cái gì mà nó vô mà nó không hợp với một bộ phận nào là cái đó nó signal cho anh biết liền. Ví dụ bây giờ mỡ nó bao hết cái tim mình rồi, nó cũng cho mình biết một vài cái biểu hiện là mình đang bị bệnh tim. Rồi cái đầu mình nó nhức, nó biểu, nó nói cho anh biết mình bị tăng xong. Thành ra nếu mà mình nói mình quán thân á, Phật dạy mình đó là quán thân á, là ngoài cái quán gọi là bất tịnh ở thân, mà tất cả những hiện tượng nào nó sinh khởi về thân phải biết. Để chi? Để kịp thời mình điều chỉnh. Ví dụ bây giờ mình đi tiểu ra nước, tiểu nó vàng, nó biết trong người nóng quá, uống nước nhiều vô. Hoặc là cơ thể không khát nước, đâu có uống được. Khi nào cơ thể khát nước mới uống? Nó khác là tự nhiên môi khô, lưỡi, miệng khô. Quán thần. Thì mình quán tâm cũng vậy. Tham sân si nó biết, nó sinh khởi lên. Mà mình đang làm đó mà ai lại trên cái mặt mình nó không ai thấy gì mà đỏ khác đó. Là mình biết. Thôi mình dừng ở đây rồi ngày mai mình học tiếp. Thì sau khi đại chúng hồi hướng xong, cái quý vị ngồi lại 5-10 phút mình tâm sự chút xíu ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hôm qua mình có nói đó, ai trên đời sống cũng muốn làm một người chân nhân, tức là một người sống chân thật. Nói cách khác là người tốt, người sống tốt. Thì muốn có cái chân nhân thì phải có cái chân nhân pháp, tức là cái pháp để giúp cho mình trở thành chân nhân. Thì có những người Đức Phật nói là dù mình là cái người giàu có, sanh vào hào quý hay thông minh, cũng không nên khinh miệt người khác. Vì tất cả các cái phương tiện như là giàu có, dòng dõi cao sang, nếu mà mình chưa trừ được các pháp bất thiện như là dâm nộ si thì cũng không được. Trong khi đó có những người rất bình thường nhưng mà người ta tu tập, người ta được cái như pháp, cái thuận pháp, thì các vị như vậy gọi là các vị chân nhân. Còn ngược lại thì không phải là bậc chân nhân. Bây giờ mình học tiếp cái đoạn này. Lại nữa, hoặc có người tụng kinh trì luật, học A Tỳ Đàm, thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách. Người khác không được như vậy. Người kia nhân vì thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không thuộc lầu A Hàm, cũng không học nhiều kinh sách, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó mà được cung kính cúng dường. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Có nhiều người á thuộc lào kinh, luận bàn rất giỏi. Thưa đại chúng nhớ nha, ở trong Phật giáo mình á là có ba bộ kinh điển, rồi chúng ta thường gọi là tam tạng thánh điển đó. Một là kinh tạng,
hai là luật tạng, ba là luận tạng, kinh, luật, luận. Kinh á, là những lời Phật dạy, luật á, là những giới luật người ta quy nạp vô thành một bộ, còn luận là chú giải, giải thích, gọi là luận. Kinh, luật, luận gọi là tam tạng kinh điển. Thì á, luận á, tiếng Phạn gọi là Abhidhamma, và chúng ta đã phiên âm là A Tỳ Đàm hay là A Tỳ Đạt Ma. Đó là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Abhidhamma, nói cách khác là luận. Hay A Tỳ Đàm, đúng nghĩa của nó là gì? Là thắng pháp. Chữ Abhi nghĩa là vượt hơn, Dhamma là pháp, Abhidhamma nghĩa là cái pháp, cái pháp nó vi diệu, cho nên được gọi là vi diệu pháp. Vị nào mà học học luận của bên Nam Tông á, là thế nào cũng sẽ học cái bộ gọi là vi diệu pháp. Đây là một bộ luận, luận về tất cả các pháp, rất là hay, rất là nổi tiếng. Cho nên trong này mới nói đó, đừng có nghĩ rằng á, mình tụng kinh trì luật học A Tỳ Đàm, tức là kinh là thuộc kinh, thuộc luật, rồi hiểu luận. Đừng nghĩ mình như vậy giỏi rồi khinh người. Cho nên nói có người tụng kinh trì luật học A Tỳ Đàm thuộc lầu A Hàm. A Hàm là gì? A Hàm là một bộ kinh. Chữ A Hàm cũng là phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Agama, mà chúng ta gọi là A Hàm. Thì A Hàm này thuộc bộ kinh, mà được dịch nghĩa là gì? Là quy pháp. Quy pháp nghĩa là gì? Tất cả muôn pháp đều quy về cái này. Thì cái bộ A Hàm này á, ngày sau này mới hình thành văn tự. Chứ trước kia đó là các vị cũng lặp lại lời Phật, lặp lại lời Phật nhưng mà theo cái cách truyền khẩu. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa nói, xong cái tuần sau quý vị tập hợp là quý vị nói hôm nay mình tập hợp lại để ôn lại những gì thầy chia sẻ với mình tuần rồi. Thì cái vị mới lên nói tôi xin thưa với đại chúng, tôi lặp lại lời của thầy là thầy nói gì gì đó. Nói xong cái chú kia mới giơ tay nói dạ tôi xin bổ túc, hôm qua hồi nãy anh nói cái điều đó đó có thiếu một chỗ, tôi nhớ thầy có nói chỗ này. Ông đã lên ông bổ túc. Mà cứ như thế, mà như thế là truyền khẩu với nhau chứ đâu có. Ngày xưa các vị học kinh Phật, lời Phật dạy là toàn là truyền khẩu với nhau. Và có những cái chuyện gọi là phải lên nói đi nói lại, rồi người nhớ một đoạn, rồi ráp lại, rồi bắt đầu mới hình thành. Nhưng mà đến sau này, các cái lời dạy đó bắt đầu mới ghi chép lại, thì lúc đó mới gọi là kinh. Trường hợp đó mới gọi là kinh. Và những cái lời Phật dạy được gọi là A Hàm, quy pháp. Thì có một vị tổ Tăng Triệu, ngài mới nói là pháp này là gì? Là thánh phàm ngu dại. Tất cả trên thế gian này các pháp đều nằm ở trong kinh này hết. Tất cả các bộ pháp đều nằm ở trong cái lời dạy này. Và người Trung Hoa thường gọi là, nói theo cái thói quen thôi, thì thường gọi là kinh A Hàm. Chứ thật sự ra đó, A Hàm là những lời dạy của Đức Phật được quy về thành một bộ. Đà, thì bây giờ đó, xin lỗi đại chúng, là cái bài kinh mà chúng ta học đây nè, cũng trích từ ở trong A Hàm ra nè, cái bài kinh Văn Nhân này. Và A Hàm này á, gồm có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Thế nào gọi là trường? Nghĩa là những cái bài kinh rất là dài. Người ta gom hết mấy cái bài kinh nào mà nó dài quá vô một cái bộ gọi là Trường A Hàm. Rồi cái kinh nào mà nó không quá dài nhưng mà nó cũng không quá ngắn thì gọi là gì? Trung A Hàm. Còn á, kinh nào mà nó thuộc về những pháp số, ví dụ này các tỳ kheo, có 4 hạng người trên đời, là số mấy? 4 hạng người. 4 là con số 4 rồi. Này các tỳ kheo, có 3 pháp bất thiện, mấy số mấy? Số 3. Này các tỳ kheo, có 1 hạng người sanh ở trên đời,
Người đó ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lợi lạc cho số đông, vì an vui hạnh phúc cho số đông. Một người đó, đó là bậc giác ngộ, là pháp số thứ mấy? Số 1. Thì tất cả những cái bài kinh nào mà nó liên hệ tới những con số trong pháp, ví dụ như Phật nói thầy các tỳ kheo có bốn pháp để thu nhiếp chúng sanh. Bốn pháp đó là gì? Đó là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Thì tất cả cái gì mà nó thuộc con số, gọi là pháp số đó, thì cái đó nó nằm trong cái gì? Tăng nhất a hàm. Tại sao gọi là tăng nhất? Số 1 tăng lên số 2, số 2 tăng lên số 3, cứ lần tăng lên lạng số thì gọi là tăng nhất. Quý vị hiểu ý không? Trường a hàm, trung a hàm, tăng nhất a hàm. Rồi cái bộ a hàm cuối cùng là gì? Tạp a hàm. Tạp a hàm là gì? Là những bài kinh này á, nó ngắn có, dài có, nó nói cõi trời có, nói với địa ngục có, tất cả nó không thuộc về một cái bộ nào, bỏ vô bộ trường cũng được, bỏ vô bộ trung cũng được, thì mấy cái kinh này đã gom một bộ lại gọi là gì? Tạp a hàm. Như vậy thì a hàm gồm bốn bộ: trường a hàm, trung a hàm, tăng nhất a hàm và tạp a hàm. Mà những cái bộ kinh này á, sau này được viết thành tiếng Sanskrit, tức là Bắc Phạn. Còn các bộ kinh trước đó là giữ nguyên bản là tiếng Pali, tiếng Nam Phạn. Phạn nó có hai loại, Bắc Phạn và Nam Phạn. Thì đa số Bắc truyền xài cái bản của Bắc Phạn, còn Nam truyền xài của tiếng Pali là tiếng Nam Phạn. Thì tiếng Pali là bây giờ người ta còn 5 bộ: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh. Thì bốn bộ này nó tương đương với bốn bộ A Hàm hồi nãy mình nói đó. Trường Bộ Kinh thì tương đương với Trường A Hàm, Trung Bộ Kinh là tương ưng với lại Trung A Hàm, Tăng Chi Bộ Kinh là tương đương với Tăng Nhất A Hàm, còn Tạp A Hàm là tương đương với gì? Tương Ưng Bộ Kinh. Nhưng mà bên Nam truyền còn có một bộ gọi là bộ nữa, gọi là Tiểu Bộ. Thì kinh Tiểu Bộ tức là những bài kinh ngắn, và những cái bài kinh ngắn và những nói về trưởng lão tăng kệ, trưởng lão tức là những cái bài thi kệ của các vị tăng, các vị ni chứng đạo gom vô đó thì gọi là kinh Tiểu Bộ. Và trong đó có những bài kinh ngắn trong đó, nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi, thí dụ như kinh Phước Đức mà mình hay tụng á. Một hôm có một vị thiên giả xuống thăm Phật và hỏi bài kệ: Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và đây là lời Thế Tôn nói. Thế Tôn dạy: Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Đó, sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Là cái bài kinh Phước Đức nó ngắn ngắn vậy thôi, nằm trong Tiểu Bộ. Kinh Pháp Cú á, nhớ Pháp Cú không? Mấy câu ngắn ngắn vậy đó. Hả? Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không làm khổ. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Người nào không có khéo tu, phiền não sẽ lọt vào. Ví dụ vậy đó. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Mấy cái bài kinh đó là gọi là mấy cái bài câu kệ ngắn ngắn gọi là pháp cú. Cú là câu, câu những câu pháp mà quý vị thường thấy người ta trích ra, để khắp ở các chùa cũng như người ta trích ra trong những cái bài pháp thoại. Ví dụ như nói: Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư an lạc, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, mắng tôi,
Ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, mạ lị tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Những cái câu đó gọi là pháp cú. Và sau này quý vị còn thấy, đó là sau này mình dịch thành những câu đó. Rồi có những vị đọc nguyên cái trường, nguyên cái câu. Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng vậy, đường luân hồi sanh tử sẽ rất dài đối với những ai chưa thấy chân diệu pháp. Phải không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường sẽ rất dài với người nào đi trên một cái đoạn đường dài. Cũng như thế, con đường luân hồi sanh tử sẽ rất dài đối với những ai không thấy được chân lý diệu pháp. Còn nếu mình thấy được chân lý diệu pháp thì mình vẫn sống trong luân hồi sanh tử này mà mình có tu tập, cho nên nó không làm được gì mình, nó không làm được mình khổ. Thì kinh Pháp Cú nằm ở trong tiểu bộ. Bên Nam Tông có 5 bộ, Bắc Truyền có 4 bộ. Thì trong này nói cho dù mình thuộc A Hàm đi nữa thì cũng không có, đừng nghĩ rằng mình như vậy mà có thể trừ đi được nộ si. Mà nhiều người, người ta không thuộc gì hết, nhưng mà người ta có sống theo pháp. Pháp Hòa thưa đại chúng là nhiều lúc á, Pháp Hòa hay nói đại chúng học thuộc mấy bài kệ đó, để khi mình làm gì mình đọc kệ để nhắc mình. Ví dụ như giờ mình học cái bài kệ bật đèn đi, thuộc cái bài kệ bật đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thấy không? Thất niệm là bóng đêm, nếu mình tu hay là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Nhưng mà lỡ mình không thuộc, lỡ không thuộc, ứng dụng cái ý: con xin nguyện mỗi khi con mở đèn, cầu cho mọi người được sáng suốt, không có sống trong cảnh tối tăm. Thí dụ mình không thuộc vậy đó, nhưng mà khi mình mở đèn lên, mình khởi cái tâm đó, cái đó là mình vẫn sống theo cái gì? Thuận pháp, như pháp, tùy pháp, thấy được chân đề. Ví dụ bây giờ quý mình không thuộc cái bài kệ đi cầu, không thuộc bài kệ đi cầu, thì mình nhớ cái ý đó: mỗi lần đi cầu, con nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si như bỏ những cấu uế này. Thì mình không thuộc nguyên thủy bài kệ, nhưng mình thấy được cái ý. Ví dụ như mình quét nhà, cần tảo và lam địa, đọc theo tiếng Việt là: xiên quét đất chùa am, mỗi giờ sanh phước tuệ, tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân qua. Mình xiên quét chùa, đừng có nghĩ là phải có khách mới quét chùa. Khách không tới, nhưng mà thánh nhân ngộ pháp ta cũng đi, phải không? Cho nên mỗi lần quét chùa, con xin nguyện quét sạch những bụi bặm phiền não trong lòng. Bởi vì mình quét chùa bụi, lao bàn thờ là chùi cái phiền não trong lòng. Rồi thí dụ mình học cái bài của bài kệ gấp thức ăn, nó có cái bài kệ mỗi lần đưa ra đũa gấp thức ăn: chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Cầm đôi đũa lên, nếu cầm đũa lên gấp một miếng ăn, gọi là chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh gấp bất cứ vật gì, vật đó liền được thanh lương. Trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Không thuộc nhưng hiểu ý. Nghĩa là bàn tay của mình mà gấp lên món ăn nào thì món ăn đó đều thanh lương. Mà đã là thanh lương thì còn dở còn ngon gì không? Không dở không ngon gì hết. Ăn món nào cũng ngon thấy mồ. Trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Mỗi lần đi đâu mà làm việc xong rửa tay, dĩ thủy quán chưởng, chưởng là bàn tay, đương nguyện chúng sanh hộ trì Phật pháp. Thì nó là, nghĩa là cái bài kệ là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Không thuộc, hiểu ý. Mỗi khi rửa tay, con nguyện cho mọi người có một bàn tay khéo để bảo vệ cho nhau. Tại sao mình không làm được điều đó? Để mình sống như pháp, thuận pháp, tùy pháp, mà người đó sống với chân đế. Vừa rửa tay vừa bực bội, vừa khó chịu, phiền não vậy đây, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là thuộc thì tốt,
Nói vậy rồi nữa đó, thôi nghe vậy khoái quá tôi khỏi thuộc. Nhưng mà phải đọc. Đọc để làm chi? Đọc để lấy cái ý. Đọc để lấy cái ý rồi hiểu ý của các tổ dạy cái gì, Phật dạy cái gì rồi mình làm. Thí dụ như là mình mặc áo nè, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Thì mỗi lần mình mặc áo gì mình cũng nói vậy, chứ đừng đợi thôi tôi đâu mặc áo tràng đâu, đọc này chi. Thưa đại chúng, mà hồi nếu mà mình hành như lời của các tổ mà dạy, không giây phút nào mình lơ là. Mặc, xin lỗi, mặc quần cũng có vài kệ, mặc áo cũng có kệ, chải tóc cũng có kệ. Làm cái gì cũng có bài kệ hết. Để làm chi vậy? Để tâm mình lúc nào cũng sống với Pháp. Mà tâm mình sống với Pháp thì làm gì có phiền não. Mà nếu có phiền não đi nữa nó cũng trôi cho lẹ. Một là không khởi, hai là lỡ khởi nó có cái nước nó trôi đi. Thí dụ quý vị thắp cây nhang lên, dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trong giéo. Hai câu thôi. Thì mỗi lần cầm cây nhang lên, bật cái lửa lên là trong đầu mình nảy ra bài kệ. Rồi mà học bài kệ như vậy, có phải là mình sống với Pháp không? Tôi không thuộc A Hàm, tôi không thuộc A Tỳ Đàm, tôi không thuộc kinh luật gì cả, nhưng mà tôi hiểu Pháp, tôi sống với Pháp. Rồi Phật nói tiếp, lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì y bất mạng, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì trì y bất mạng nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ thế này: ta không phải do trì y bất mạng mà đoạn trừ được sân si. Hoặc có người nào đó không trì y bất mạng nhưng thực hành như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. Mặc y phấn tảo là y gì? Y phấn tảo là không có đi mua vải may. Đi vô trong bãi tha ma, hồi xưa người ta hay quấn xác chết, người ta dục ở trong rừng. Rồi các vị này đi vô rừng, thấy cái xác nào mà bị rã ra rồi, hay những con thú nó tới nó ăn, nó xé ra rồi, thì những tấm vải mà còn nguyên đó, lượm những tấm vải đó về giặt sạch rồi cắt gọn lại rồi kết lại để làm cái y phấn tảo mà đắp, mà mặc. Cái y đó được gọi là y bá nạp đó. Bá là 100, nạp là mình kết nạp vô, chứ không phải là y bá láp. Hồi đó cái vị nào mà đắp y vậy đó, bởi bây giờ mình cũng theo cái lệ đó đó, cái y chắc nhỏ ráp lại đó, đúng ra là mình đi lượm vải, nhưng mà ở đây không có chỗ để lượm, rồi đi mua nguyên cây về rồi cũng cắt nhỏ ráp vô, đó là một cái hình thức nạp đó. Có cái bà cụ đó, bà nói trời ơi bữa nay tôi lên chùa tôi túng nghe, tôi tàn là huề thượng đạo cao không á. Tại sao bà biết hòa thượng đạo cao? Ôi ông nào cũng mặc y bá láp hết á. Ý bà muốn nói mặc y bá nạp đó, bà nhớ lộn, mà nó mặc y bá láp. Y phấn tảo là y mà mình lượm trong rừng, trong những cái chỗ dơ bẩn, rồi đem về giặt kết lại. Nhiếp ba pháp phục, người tu à, mỗi người có ba y: y hạ, y trung, y thượng. Ví dụ ha, bây giờ là y hạ là gì? Là cái quần mình mặc. Y trung là cái áo. Y thượng là cái này nè. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đang mặc đủ ba y. Nhưng mà tuy nói như thế, nhưng mà mỗi thầy vẫn đủ ba cái lá y đắp bên ngoài khi đi thọ giới. Nhưng mà thật sự ngày xưa đó, ba y nghĩa là cái xà rông là một nè, cái miếng vải phủ trên vai mình là hai, rồi cái y đắp bên ngoài. Thì bây giờ các thầy đi đâu bình thường ở nhà đắp đủ hai y. Hồi xưa người ta nói ba không được ba y khiếm thiếu, nghĩa là không thể thiếu ba y. Rồi mình tưởng đâu là nói ba cái lá y đó, thật ra thì đúng là ba lá y đó, nhưng mà nếu nói cho đúng là mình vẫn giữ đúng,
Không lẽ giờ mình mặc một y cất hai y, không lẽ mặc y hạ không mặc y trung. Cho nên các vị tổ, các vị dạy luật cũng dạy vậy đó, cũng nói là cho biết là bây giờ ba y của mình là được reform, được đi qua một cái hình thức khác, là một cái quần, một cái áo và một cái mặt như thế này. Đây cũng ba y đó. Đừng nghĩ rằng mình đủ ba y này là mình cao. Cũng đừng nghĩ rằng mình lượm cái y trong rừng mình mặc còn các vị này dở lắm, mua giải về mai. Cũng đừng nghĩ rằng mình trì y bất mạng. Trì y bất mạng là gì? Là những cái y, bởi vì cái y mình đắp tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho cái y mà biết khiêm cung, không khinh người. Đừng nghĩ rằng mình đắp cái y đó rồi thì mình coi thường người khác. Cho nên sau này các vị cũng phương tiện muốn khuyến tấn cư sĩ tại gia, ai mà thọ Bồ Tát giới tại gia rồi thì hay cho đắp cái y nâu để gọi là khuyến tấn. Chứ cái đó thì cái truyền thống của người Trung Hoa chứ không phải truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam là cái áo lam đó, đó. Áo lam này là mặc trọn đời, từ khi mình là một cư sĩ tam quy ngũ giới hay là thập thiện giới hay tại gia Bồ Tát giới gì cũng là cái áo lam này thôi. Nhưng bên Trung Hoa thì khác. Người cư sĩ nào thọ ngũ giới thôi, thọ năm giới là đỡ được đắp y nâu rồi. Phật giáo Việt Nam không có đắp y nâu, nhưng mà Phật giáo Việt Nam lấy cái y nâu của cư sĩ Trung Quốc á để mà khuyến tấn. Nhưng mà nói như vậy là không phải toàn bộ Phật giáo Việt Nam đồng thống nhất dùng như vậy, chỉ một số các thầy gần đây là phương tiện cho các vị đó để khuyến tấn. Thì các vị nào mà được đắp cái y đó do phương tiện của các vị trụ trì ở địa phương mình đó, thì mình nhớ là đây là cái phương tiện để khuyến tấn mình. Đừng đắp cái y đó lên rồi mình coi thường những người bạn đạo khác. Anh là mới có năm giới, xuống dưới kia ngồi, đây là hàng của Bồ Tát. Cái đó không phải đâu. Nếu mà người ta nhận diện ra mình là Bồ Tát, tự người ta thượng mình lên thờ. Không có ông Bồ Tát mình nào mà để ngay trước mặt, please bring me home. Đem tôi về thờ đi. Tự tự ta thấy mình ngồi trang nghiêm, đẹp đẽ, ta thỉnh người ta thờ, ta lại muốn chết. Phải không? Cho không Bồ Tát nào nói tôi ngồi ở tiệm này lâu quá rồi, bưng tôi về giùm đi. Đừng nghĩ như vậy. Có người thường cơm chỉ ngang bằng, chỉ khất thực, hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ không ăn, quá giờ ngọ không uống nước trái cây. Người khác không được như vậy, người kia vì quá giờ ngọ không uống nước trái cây mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự quá ngọ không uống nước trái cây mà đoạn trừ được nộ si. Hoặc có người nào đó không dứt sự quá ngọ uống nước trái cây, nhưng người ấy như pháp hành pháp tùy thượng pháp, đó là người đó, do đó người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Bây giờ nãy nói vấn đề mặc y, bây giờ nói tới vấn đề ăn uống. Có nhiều người người ta ăn ngọ, tức là ăn gì, ăn trước 12 giờ trưa thôi, sau 12 giờ trưa là không ăn. Rồi có những người đi khất thực, mà cái pháp khất thực á là mình ôm cái bình bát mình đi vậy nè. Cái đó gọi là trì bình khất thực. Trì là mình ôm bát đi. Mà cái luật trì bình khất thực á là không được lựa chọn nhà. Ví dụ như đi ngang một cái con đường Dooney Street gì đó, thấy không? Rồi nhớ có mấy cái tiệm, mấy cái nhà ở đây là chuyên môn cúng ngon. Tại gia đình nó hay đi chùa có đồ ăn, phải không? Thì đi cái bỏ hai căn ghé căn này, rồi bỏ hai ba căn ghé căn này. Tôi nhớ căn này cơm tấm ngon lắm. Tôi nhớ căn này xôi gì. Đi khất thực là không được như vậy, mà không được bỏ cái nhà nào hết, tới nhà nào đứng lại ta mang ra ta cúng. Mà cái pháp mà mình cúng dường cho những vị sư đi bác á là không được cúng tiền là một,
và đồng thời không được cúng những món gì mà chưa biến chế thành thức ăn. Ví dụ như quý vị mua cải ngọt đi, quý vị về quý vị luộc, quý vị nấu lên chín thì cúng được. Tại các vị đưa nguyên bó cải về, ông sư cũng làm cái gì? Phải không? Thành thử ra cái luật cúng dường cho các vị đi khất thực á, là thứ nhất là không cúng dưa hấu, đậy bát là người ta ăn cái gì? Trời ơi, bưng nguyên cái vô. Nói theo đời á, phải không? Nói theo đời là cái gì? Hả? Nói theo đời ông thầy cũng đi khất thực mà ông chưa có gì trong bát, dện nguyên trái dưa hấu luôn. Không có cúng dưa hấu, có cúng khóm. Dừa xiêm. Cúng dừa khô chết nữa. Thì cái pháp đi khất thực là mình, thứ nhất là mình không lựa chọn nhà nè. Thứ hai nữa đó là mình không được phân biệt, hoặc là có khi mình không nên đi một con đường đó liên tục. Hôm nay mình đi đường này, mai đi đường khác. Đấy không? Tại vì nếu mình liên tục mình đi như vậy, nó có hai cái bất lợi. Một là mình dính mắt. Mình biết dân đây nhà giàu không à? Cúng đồ ngon không à? Mình dính mắt. Và cái thứ hai nữa đó, mình làm cho thí chủ khó chịu. Trời đất, tới nữa hả? cúng hôm qua rồi. Thật ra Đức Phật hay vô cùng vô tận. Đọc trong kinh rồi có những cái mình thấy Phật dạy chi tiết. Mà tại sao mình phải đi khất thực? Thứ nhất, tâm trí mình rảnh rang, không bao giờ suy nghĩ mai ăn món gì ta, bị có biết gì đâu ăn. Đi khất thực ai cho gì, cái tâm nó rỗng rang. Mà thưa đại chúng, mà nội cái chuyện bận tâm nấu ăn là đã một cái khổ rồi. Thật sự ra nấu ăn là một cái nghệ thuật, đúng không? Nhưng mà cái ăn nó cũng làm mình bận rộn dữ lắm. Mà nhất là phải suy nghĩ món này món kia. Người tu là mình phải, người khi khất thực là tâm trí rỗng ràng. Thứ hai là gì? Làm một cái duyên độ đời. Thứ ba là cho mình được một cái đời sống, nghĩa là không dính mắt. Nó có nhiều cái ý nghĩa để trong khất thực lắm. Hôm nào nói về cái đó thì Hòa nói thêm. Ở đây mình nói lược để cho về cái bài kinh thôi. Và cái mình đi khất thực á, là khi mình ôm cái bình bát mình đi vậy nè, không có ngó tới ngó lui, nhìn xuống đường đi thôi, chứ không có liếc liếc ở nhà số mấy. Không có nhìn. Mà thậm chí cái người ra đứng trước mặt mình cúng dường á, mình chỉ cúi đầu mình chào mà cũng không nhìn mặt cái người đó nữa. Rồi thậm chí cái bình bát nè, có cái nắp vậy, dở cái nắp ra vậy, dở ngược ra vậy để cho người ta để thức ăn vô, chứ cũng không có dở ngang ra để mình nhìn coi quá si cúng. Nếu mà mình nhìn mình biết mà người ta cúng là mình khởi tâm liền, trời hôm nay trúng mánh nha. Xôi lá cẩm mà có miếng có dừa nạo đồ ngon, dở vậy nè để không thấy ai cúng cái gì trong đó đó. Còn mình dở ra vậy là mình thấy, cho nên dở vậy. Thí chủ cúng xong rồi đậy nắp lại cúi đầu, cái vị đó xá rồi đứng qua bên mình đi tiếp. Và đi lấy phải về nhà trước giờ ngọ, dù nếu mà không có gì cũng phải về. Trời ơi sáng giờ sao bèo quá. Thôi để quẹo nữa rồi con. Hết giờ là phải về. Mà nếu như về trường hợp mình mà là người sống bằng những cái hạnh như thế, có nhiều vị kỹ đến mức theo luật á, người ăn ngọ đó quá giờ ngọ không được ăn bất cứ cái gì mà phải dùng miệng mà nhai. Ví dụ như rau cải xay ra nấu thành nước loãng uống được, nhưng mà hễ lấy miệng mà nhai thì gọi là ăn rồi. Chứ các vị hồi xưa là hay uống bột á, bột á, ban đêm hay uống bột, uống sữa. Hồi đó là các vị uống sữa bò đó, uống sữa ông thọ, cái lon sữa ông thọ đó, quậy uống sữa đặc cho nó có cái chất ngọt á, để nó đừng có sót ruột. Nhưng mà lý do nào mình ăn một buổi chiều, không ăn chiều, là một là để cho mình dễ ngồi thiền, không có buồn ngủ, phải không? Thứ hai nữa đó là không làm phiền thí chủ, đời sống người ta cũng nghèo. Và cái thứ ba nữa đó là Ấn Độ hồi xưa là trời tối,
người mình thì da nó đen đen, rồi đi tới nhà người ta, người ta tưởng ma, người ta la lên. Đó là cũng một trong những lý do mà Phật không cho các thầy đi khất thực ban đêm đó. Rồi có một lần đó, cái thầy đó thấy vô, thầy khất thực cái nhà đó, thì thầy không thấy ai hết, cái thầy đi vô tận bên trong luôn. Thì gặp lúc cái cô chủ nhà đang ngủ trưa, áo quần không được nghiêm chỉnh. Thì ông thầy bước vô, ông thấy cái cô chủ nhà đang nằm vậy, cái ông tá quả, ông xây ra, ông đi lẹ xui cho ông ra, ông gặp ông chồng về tới, đụng cái rầm. Rồi bà đi vô thì thấy bà vợ mình thì đang khoác áo, ông thầy thì mới đi ra, nghi hai người có chuyện, lôi ông thầy là đánh trận. Thì cái chuyện đó mới tới tai Phật. Từ đó Phật cấm là các thầy không được đi khất thực buổi chiều, và đồng thời không được đi vô. Chờ mới sắm cho các thầy một cây tích trượng. Cái cây tích trượng là cái cây gậy bằng sắt á, nó có bốn cái chấu thứ địa tạng hay cầm đó. Đi tới nhà người nào là đứng cầm cái cây đó lắc lên, rung lên, để cho thí chủ biết là có thầy tới khất thực, không có ai thì mình đi. Cây đó nó cũng nhiều công dụng lắm. Một là để làm cái chuông báo, hai là đi để dò đường. Ví dụ tới chỗ sông suối đó, mình dò coi cạn sâu để đi qua. Hoặc gặp cái chỗ nào có rắn rít thì mình lấy cây đó mình lùa qua bên. Chứ không phải như Thiếu Lâm Tự mà quét quét râm đánh một cái chưởng, cái thằng kia nó văng chết. Thiện tài cái đó phim kiếm hiệp nha. Quý vị nhớ là các cái môn phái trong kiếm hiệp là chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, chứ không có liên hệ gì tới Phật giáo. Phật giáo không có cái chuyện đó, mà Thiếu Lâm Tự cũng không có cái đó. Pháp Hòa có thấy có một cái bài viết á, họ phê bình, nói đạo Phật từ bi gì đâu mà đánh lộn múa võ tối ngày. Tại cái vị đó họ không có nghiên cứu ra rồi họ nói như vậy đó, chứ thật Phật giáo không có cái đó. Cái đó là phim kiếm hiệp. Cho nên mình hồi nãy là mình nói mặc y rồi phải không, rồi tới ăn uống nè, bây giờ tới đợi chỗ ở nè. Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm dưới gốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mã, hoặc có thể biết thời. Người khác không biết như vậy, người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh người, đó không phải là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự biết thời này mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không biết thời, nhưng người ấy thực hành như pháp, tùy pháp, thuận pháp, vân vân, cũng người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế. Chân đế là pháp chân thật. Còn cái pháp mà mình nương theo thế gian gọi là tục đế. Ví dụ như là mình nương theo pháp thế gian là làm cơm cúng cho người mất nè, rót trà rồi đó, cầm gấp đũa rồi gấp, đó là tục đế. Vì cái đó là cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam. Nhớ nghĩ tới ông bà ta cúng. Khi đạo Phật du nhập tới Việt Nam, mà đạo Phật cũng đề cao đạo hiếu, và thấy được cái văn hóa cúng kính của người Việt cũng hay, cho nên đạo Phật hội nhập với cái văn hóa cúng đó và soạn ra những bài kinh để cho chúng ta cúng. Như vậy thì cái cúng đó, cái cúng cơm cho ông bà không phải của đạo Phật, mà nó là văn hóa của người Việt, người Á Đông. Mình nhớ nghĩ đó ông bà mình cúng. Nhưng mà đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu và thấy cái văn hóa này được đúng, cho nên phối hợp dung nhiếp và làm cho cái văn hóa này giàu có lên, mượn cái tục đế là cúng kính theo thế gian, tụng kinh nói pháp cho người ta nghe trong khi người ta có đám tang hữu sự, đó là chân đế. Thì khi mà mình, cái người mà dung nhiếp được như vậy thì người đó sống bằng cái chân đế. Cho nên quý vị thấy không, bên chuông bên mỏ, nhị đế dung thông mà, hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái gì cũng đi đôi. Đó là chân đế, tục đế, hay nói cách khác là thế gian và xuất thế gian lúc nào cũng dung nhiếp. Nhị đế phải dung thông, mình mới có thể đưa cái pháp đi xa được. Cho nên á, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì, khi ông bà mất cũng để tang. Vì cái để tang nó không thuộc của đạo Phật.
Nó nói lên cái sự hiếu kính của mình đối với cha mẹ khi cha mẹ mất. Anh đạo gì cha mẹ? Này không, tôi đạo này tôi không để tang. Vậy anh không có cha mẹ. Đó là cái văn hóa của người Việt mà. Nhưng mà đạo Phật á, là hễ đến quốc gia nào là đạo Phật ôm được cái truyền thống của quốc gia đó và làm cho cái truyền thống nó đẹp lên nữa bằng cái ý nghĩa của họ. Thì các vị này á, ở nơi sơn lâm, ở dưới gốc cây hoặc núi cao hay đất trống hay gò mã, thưa đại chúng, các vị này đó là các vị sống theo khổ hạnh. Nói theo người xưa là đầu đà, hạnh đầu đà, hay là khổ hạnh, hay là A Lan Nhã. Hạnh A Lan Nhã nghĩa là những người sống ở gò mã, ngủ ở gò mã, ngủ ở gốc cây, mặc y phấn tảo, đi khất thực, chứ không có ở trong chòi am, ở gò mã, ở những chỗ gốc cây bên đường. Không có chòi luôn, không có am gì hết, không có chòi am cốc gì hết á. Đó, tất cả những cái hạnh mà nãy giờ mình nói đó, y ăn ngày một bữa rồi đi khất thực, mặc y phấn tảo, rồi bây giờ ở tới gốc cây sơn lâm gò mã gì đây, tất cả những cái đó là hạnh của người tu đầu đà khổ hạnh. Ngày xưa đệ tử Phật là Ngài Ca Diếp là số 1 ví dụ này nè. Ngài Ca Diếp là khổ hạnh bậc nhất nè, đầu đà bậc nhất. Xin thức ăn của người nghèo á, không bao giờ xin của người giàu, chỉ xin của người nghèo thôi. Mà có một lần mà Ngài xin của một bà già nghèo, mà cái chén nước mà nó bả đi trút vô từ những cái tô mì của người khác đó, mà nó thiêu lên rồi mà Ngài vẫn xin. Rồi các vị mấy bà già mới nói tôi nghèo quá mà thầy xin cái gì. Nói tôi không có phải tôi xin cái món ăn của bà đó, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì Ngài Ca Diếp quan niệm rằng đời trước không bố thí, không làm lành, cho nên đời rơi vào cái cảnh khổ, đói. Phải tập cho người ta bố thí, phải xin bà này đi để bà cho đi, để bà được cái phước đó. Và bây giờ cái người nào mà sống được cái hạnh như vậy cũng không nên miệt thị người khác, coi mình là quý. Lại nữa, hoặc có người được sơ thiền, người kia nhân vì được sơ thiền mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: về sơ thiền, Đức Thế Tôn nói vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi là ái. Vậy do đó người ấy được cung kính cúng dường. À, ở đây là Phật nói, bây giờ ta hồi nãy là mình nói tới những cái đời sống, như là từ những cái người sanh ra quý tộc, cho đến những người mà học giỏi thông minh, cho đến những người thuộc kinh, cho đến những người quen biết với những cái quan chức vân vân, thậm chí cho đời sống của mình là ăn ở đâu, ngủ ở đâu, mặc cái gì vân vân. Bây giờ Phật nói luôn đến những cái quả vị mình tu chứng, thậm chí những người mà chứng được sơ thiền. Thiền nó có bốn cái quả vị mình chứng. Người chứng sơ thiền là do tu cái gì mà chứng được sơ thiền? Người này ly dục, lìa được những ham muốn, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Người này có tầm có tứ. Tầm là tìm, tứ là trú vô đó. Ví dụ như mình tìm cho mình một pháp môn tu, à bây giờ niệm Phật tôi tìm được cái pháp môn rồi đó. Bây giờ tôi tứ pháp môn là gì? Tôi chú tâm tôi niệm Phật, tôi không có để cho tạp loạn. Nói một cách khác, người chứng sơ thiền là những người lìa bỏ được những cái vui thú tầm thường của thế gian. Cái quả vị này gọi là ly sinh hỷ lạc. Lìa bỏ được là chứng được sơ thiền. Bây giờ anh có chứng được sơ thiền đi nữa thì anh cũng không có cho mình là số 1. Thậm chí cho người chứng tới nhị thiền, tam thiền. Thưa đại chúng á, cái người mà sơ thiền là cái người lìa bỏ những cái bất thiện. Cái người chứng nhị thiền á, là người này đã có được một cái định để sinh ra cái hỷ lạc. Có nhiều khi mình nghĩ mình đi ra mình đi chơi,
gặp bạn bè uống cà phê mới vui. Nhưng có những ngày mình ở nhà, mình ra ngoài cái phía sau nhà của mình, mình ngồi mình ngắm hoa, mình nghe chim hót, mình tĩnh lặng mà mình lại thấy vui. Cái vị nào mà có được cái giây phút đó đó là mình nhớ là mình nếm được một chút của nhị thiền rồi đó nha. Còn ví dụ như á, hồi đó mình tuần nào bạn cũng rủ, tuần nào bạn cũng réo, cho nên mình đi nhiều xin hỷ lạc. Bây giờ á, mình cảm thấy những cái chỗ đó mình không hạp nữa, mình lìa được những cái ồn náo không cần thiết đó, mình lìa được những cái nơi rượu chè, những nơi cờ bạc, những nơi sùm đó, ly sinh hỷ lạc, nếm được chút sơ sơ của cái gọi là gì, sơ thiền. Lìa thôi là đã khỏe rồi. Hồi đó là chú nào mà ghiền thuốc đó, mà bây giờ lớn tuổi thì thấy thôi, hút cũng mấy chục năm rồi cũng chẳng lợi gì, phổi cũng nám khá khá rồi, tiền thì cũng mất mớ rồi, tay chân bây giờ cũng đen đen mấy cái đầu tay rồi, thí dụ vậy, bỏ đi. Mà bỏ cái đó là sơ thiền rồi, ly sinh hỷ lạc. Rồi giờ ở nhà đâu có làm gì đâu, đi làm về rồi quét nhà, phụ nấu ăn, rửa chén đồ bình thường vậy, là định sinh hỷ lạc, không có gì không có gì rầm rộ hết, định sinh hỷ lạc. Nói vậy cho mấy chú thấy là mình chứng được mấy thiền rồi đó nha. Cái thứ ba gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Ồ, bây giờ mình lìa những cái niềm vui mà nó thô rồi, có được cái niềm vui vắng lặng, tĩnh lặng, mà niềm vui này vi tế lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ có nhiều khi tối Pháp Hòa đọc kinh trong phòng, tự nhiên cái mình vỡ lẽ một cái lý kinh nào đó, trời ơi, mình vui đến mức độ là mình đứng dậy. Mà thường Pháp Hòa vui Pháp Hòa không ngồi được nữa. Pháp Hòa đứng dậy cái Pháp Hòa đi ngang cái chỗ tủ Pháp Hòa hay đi tới lui có mấy hình Phật, đứng xá, rồi thậm chí thắp khúc nhang trầm lên, khúc thắp nhang trầm lên, rồi cái mình vui đi tới lui vậy. Thì Pháp Hòa nói vậy để mình nói được cái chỗ gọi là có gì vui đâu mà đặc biệt đâu. Cái đó gọi là gì? Ly hỷ. Mình lìa được những cái lúc mình ngồi nói chuyện vui, nói những câu chuyện tiếu lâm mà vui cười, đó là chuyện thường. Bây giờ không ai nói gì hết, mình chỉ đọc được một bài kinh, mình hiểu được cái chỗ đó thôi, thì tự nhiên mình có một niềm vui không diễn tả được. Pháp Hòa nói ví dụ để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là ly hỷ. Có được cái diệu lạc. Diệu lạc là cái niềm vui vi diệu lắm, nó vi tế lắm. Nó không phải là những cái mà cười ha hả, nói những câu chuyện tiếu nữa, mà chỉ nhiều khi đọc một câu kinh mà mình vỡ được cái ý gì đó. Thậm chí có nhiều lúc đó, mình ôm một cái đau khổ nào đó, mà một bài pháp của vị thầy đó đã giúp cho mình dục được cái đau khổ đó xuống, tâm mình nhẹ ngàn cân. Cái đó gọi là gì? Cái đó cũng có thể gọi là ly hỷ diệu lạc. Hoặc là có thể gọi là gì? Mình ly sinh hỷ lạc, bỏ được cái kia ra thì tự nhiên mình có cái niềm vui. Thật ra cái chỗ tu chứng này nó vi diệu mà nó sâu xa lắm. Pháp Hòa không nói cái chỗ đó, tại mình nói ra mình không thấy, chắc tôi nhớ không nổi đâu. Pháp Hòa không nói đó, mà nói cái đơn giản quý vị đang sống trong đời sống hàng ngày này. Có bao giờ mình có được cái định sinh hỷ lạc không? Có chứ. Tĩnh lặng mà tự nhiên vui. Gia đình mình á, ngày gây gỗ cũng tám giác, tự nhiên sao bữa nay ai cũng hiền lành, cũng gây vậy đó, lạc không? Lạc quá. Tôi không cần gì, tôi chỉ cần này nè, tôi cần định sinh hỷ lạc. Người mà có vắng lặng á, thì không có ồn não, mà không ồn não thì cái suy nghĩ của mình nó có tĩnh lặng hơn. Người mà suy nghĩ bồng bột, không có cái sự suy nghĩ chín chắn thì hay phản ứng lắm. Ta nói gì chưa có suy nghĩ gì hết là đã phản ứng, nổ lên rồi, thì làm sao gia đình nó yên nổi. Cho nên thật ra cái pháp tu này là người ta tu kỹ lắm. Nào là xả thọ, xả lạc gì đó, mấy cái đó
ai ngồi thiền người ta mới chứng được. Còn giờ Pháp Hòa nói ở một cái hình thức khác để đại chúng dễ nhận ra. Ly sinh hỷ lạc, cái gì nữa? Định sinh hỷ lạc. Cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc, là tam thiền đấy. Cái thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là chứng tứ thiền đó. Không? Xả niệm thanh tịnh là gì? Là tất cả những cái pháp mà mình tu để mình xả cũng không còn dính nữa. Nói cách khác là cái việc nó đến, mình nghe, mình thấy, mình biết mà không có gì phiền não hết. Chứng tứ thiền. Cho dù bây giờ mình có chứng được những quả thiền đó thì mình cũng đừng nghĩ rằng mình là số 1. Đó. Trong này Phật nói nè, lại nữa hoặc có người được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến khi họ nhập vào những cái định như là không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Bốn loại định đó. Cái này thường thường ta hay kêu một danh từ chung là tứ thiền bát định đó. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bát định là thêm bốn cái nữa. Thật ra hồi nãy bốn cái trên đó là cũng bốn thứ định rồi đó. Ly hỷ diệu lạc nè, định sinh hỷ lạc nè, không gọi gì, ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh cũng là bốn thứ thiền rồi. Giờ thêm bốn thứ nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ gì đó. Thì cái đó người chung là tám bát định, là tám cái thứ định do mình tu tập mà ra. Thì cái người mà có như thế cũng không nghĩ mình là số 1. Các người hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân. Thì hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ví dụ như là cây nhang thì cái pháp của nó là thắp nhang. Bây giờ mình muốn thắp cây nhang là phải có lửa. Mà nếu như á mình cầm cây nhang cúng Phật lên, mình bật lửa rồi là mình lấy cái tay mình quạt cây nhang chứ không lấy miệng thổi. Tại vì sao? Vì cái miệng mình cúng hương cho Phật, nghĩa là bằng cái tâm mình muốn cúng cây hương mà, thơm mà. Cho nên hương mà có cháy thì lấy cái tay quạt cho nó tắt chứ không dùng miệng thổi. Tại vì mình dùng cái miệng mình thổi, cái miệng mình nó không đủ sạch, cái hơi miệng mình không đủ sạch để làm cái hương này nó thanh tịnh, nó trong sạch một cách gọi là hết sức cố gắng của mình. Dĩ nhiên dù mình không thổi nó cũng chẳng có sạch 100%, nhưng ở trong cái pháp nào mình có thể làm được. Ví dụ như trong quá trình mà người ta nắng thành cây nhang, người ta phơi cây nhang, người ta chuyển nhang đi, người ta có ngồi trên đó không? Ta có đạp trên đó không? Sao mình biết? Nhưng khi cây nhang nó lọt vô tay mình rồi thì mình hãy vận dụng những cái gì mình có khả năng cung kính nhất của mình bằng cách là cầm cây nhang trân trọng, bật cái lửa lên trân trọng và quạt cây nhang chứ không thổi cây nhang. Rồi mình cầm cái hương phải cao hơn cái lưng quần của mình. Có nhiều khi thắp cái hương bằng Phật xong rồi cỏ sao ba cây cái mình thắp lè phè dưới mình đi cà quơ vậy nè. Thấy không? Những cái hương dư lại đó phải cầm cao lên. Rồi mình đi thẳng vô trong đó mình cúng chứ không có đưa xuống cái lưng quần của mình. Có nhiều khi mình thói quen đó, đi cái tay mình phải thòng xuống, em thả cái tay cái nhang nằm như này. Đi cà quơ vậy. Thật ra khi mình cầm cái hương lên, thắp Phật xong rồi, những cái hương dư lại cầm cao vậy nè, đi thẳng ra sao. Trong khi thắp cái hương, cho dù gặp ông thầy cũng không có xá ông thầy nữa, chỉ cần gật đầu một cái gì được rồi. Tại mình đang cúng hương mà, tự nhiên đang cầm cái bó hương về gặp thầy, thầy mới tới. Rồi cái bắt đầu cúng, mới vừa được 2-3 cái, ở chị mới tới hả chị? Thấy không? Thật ra cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ở đây Pháp Hòa nói về phương diện mình hành xử, còn mình muốn tu tập cũng vậy. Mình nói đâu ai cấm đâu, nhưng mà nó có cái pháp nói.
cái pháp nào mình ứng dụng để mình nói năng thì để cho trở thành một người nói năng có chân nhân. Ngoài đời mình nói mà không được dễ thương, ta kêu không có duyên, phải không? Mà thậm chí quý vị thấy ông bà Việt Nam mình, đến nỗi khi mà cúng đầy tháng thôi nôi cho đứa con cháu mình á, hễ nó là con gái thì phải cúng chè sôi nước, nó là con trai phải cúng chè đậu trắng. Tại sao? Tại quan niệm của người xưa là chè đậu là vì nó là con trai, lớn lên nó học hành thi đâu đậu đó, thành đậu gọi là đỗ đạt của nó. Còn con gái là phải có duyên có dùng, cho nên mới cúng chè sôi nước. Cái ý của người xưa là vậy mà. Mà phải, mà cái đó có chân lý không? Không có chân lý vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái pháp mà người ta cố gắng, người ta làm để ta nói lên một cái ý nghĩa. Thôi nôi là một mâm cho nó bốc, bốc gì cái đón nó làm đó. Tay nó có bốc gì đâu, mà nó cũng làm rần rần. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy là trên cái thế gian này cái gì nó có cái pháp của nó. Nhưng mà mình phải biết cái pháp nào để nó làm nên cái pháp nào. Cái pháp này nó đưa lên một con người chân nhân, pháp kia đưa lên một con người không phải chân nhân. Và thậm chí mình sống bằng cái pháp đó riết, người ta gặp mình, người ta điểm nguyệt liền, người ta nói liền, người ta đoán mình. Cho nên có nhiều người á, chư Phật á, do tu mà được hồng danh, còn mình là do cái tật mà được biệt danh. Thí dụ như Phật, vị Phật đó đó, sống luôn luôn là bình đẳng. Thí dụ vậy đi, cái được gọi là Phật bình đẳng. Nhưng mà mình nó có cái tật say xỉn tối ngày, được biệt danh là năm xỉn. Thấy không? Thí dụ người kia là không bao giờ nói cái gì mà hứa, cái gì mà làm hết trơn á, làm riết cái ta đặt mình hai lèo. Thí dụ vậy. Kiến môn cải bướng, có thể ta kêu ba bướng thấy gì đó. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa, các vị Phật Bồ Tát do tu hạnh lành mà được hồng danh. Cho nên mình có cái pháp gọi là hồng danh sám hối đó. Thế nào là hồng danh? Chữ hồng là lớn. Những cái danh hiệu của chư Phật này, khi chúng ta xưng dương lên, nó có một cái gì nó to cao lớn, nó rộng đẹp để mình nương theo, gọi là hồng danh. Còn mình sống sao? Hồi chết danh, ố danh, rồi gì nữa, biệt danh. Còn nếu mà người nào khác khác chút là thanh danh. Thanh danh là gì? Cái danh nó trong sáng. Mà ngược lại với thanh danh là ố danh. Có khi làm riết là mất danh luôn, không còn danh gì. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái gì mà do chúng ta ứng xử trong đời sống, nó sẽ đưa mình đi tới đó. Vì vậy cho nên các vị ngày xưa, mặc dù mình biết cái chiếc áo nó không làm nên người tu, nhưng mà chính chiếc áo đó nó bảo hộ cho người tu. Bây giờ người tu mà không thích mặc áo tu thì lấy gì tu? Mà đơn giản nhất là cái áo mà anh không mặc được thì anh làm sao anh làm người tu? Cho nên năm cái việc mà người tu cần có, thì trong đó anh phát tâm đi tu vì anh thích cái pháp phục. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Một là phát tâm xuất gia là vì cảm bội Phật pháp. Nhị giả quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Thứ hai, bỏ tục đi tu là vì thích cái pháp phục này, thích cái y pháp của người tu này. Nhị giả phát tâm xuất gia, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Hủy kỳ hình hảo là gì? Cạo tóc. Hồi xưa cô anh một bính, hai bính gì đó, giờ không còn bính nào hết. Hồi xưa mình ở ngoài đời mình chẻ tóc 73 rồi xì tón tém, mình nhuộm gì đó, khi mình đi tu là hủy cái hình đó. Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mà cố. Thứ ba, mình đi tu từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân vì
mình không còn cái tâm niệm người thân kẻ sơ nữa, mà quán thấy tất cả bình đẳng. Tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả quỷ kỳ hình thảo ứng pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vi thích mạc cố, tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Có thể bỏ thân mạng này nếu cầu được chánh pháp. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa kể câu chuyện là ông vua đó giao hết ngôi báo đánh trống lên, ai có thể dạy cho trẫm được cái pháp pháp tu. Thì có một người đó bắt cái người vua này phải làm ghế cho ông ngồi, dạy cho ông được cái pháp nhẫn nhục. Và người đi, ông vua mà bỏ tất cả để đi cầu cái pháp đó, sẵn sàng làm ghế cho người ta dạy, cho người ta ngồi để ta dạy đó, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và cái người mà thử lòng của người, cái ông vua đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Thì Đức Phật nói tuy Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần não hại, nhưng mà thật sự Đề Bà Đạt Đa đã là một cái người giúp cho ta thành tựu. Cho nên người mà chống mình á, chưa chắc là đã xấu. Vậy họ phải hy sinh dữ lắm, chấp nhận mọi tội lỗi, chấp nhận mọi phỉ báng để thành tựu cho mình mà. Và mình á, nếu mà mình vì cầu pháp mà mình phải chịu khổ cũng phải nên. Cho nên Phật nói đó, có bốn pháp mình phải làm nè. Một, chỗ nào mà cho mình ăn mà không cho mình tu là không nên ở. Chỗ nào cho mình tu mà không cho mình ăn ráng ở. Chỗ nào cho mình chỉ cho, chỗ nào mà không cho mình ăn, không cho mình tu, giọt lẹ. Chỗ nào cho mình tu mà cho mình ăn nữa, ngu gì cũng ở. Phật giải, chỗ nào cho ăn mà không cho tu, không ở. Bởi vì ăn nuôi cái thân vì nhiêu chứ có tu hành gì. Cho nên chỗ nào cho ăn cho tu không ở. Chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn ráng ở, cái đó là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố đó. Quý vị thấy tổ Huệ Khả chặt tay cầu pháp không? Thấy Đức Phật 6 năm khổ hạnh không? Tất cả những cái đó đều là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố hết. Thứ năm, người tu phải có chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Cầu cái pháp cao tột của chư Phật vì độ chúng sanh. Cho nên mà người nào mang cái tâm hạnh là cứu giúp mọi người trong khả năng của mình, đó là tinh thần đại thừa. Còn tự lo cho mình thì tinh thần của tiểu thừa. Thì cái chữ tiểu thừa nó không có khinh chê ai hết á. Chẳng qua là anh ở vị trí nào thì gọi anh tên đó thôi. Giờ tôi chỉ lo thân tôi thôi, tôi không biết lo cho ai hết. Thì gọi là tiểu. Phát tâm rộng lớn chút, giúp đỡ cho mọi người, cứu giúp mọi người là đại, thế thôi. Chứ mình đâu có ý khinh thường anh là tiểu là nhỏ, tôi là đại là lớn, không có cái ý đó. Cho nên ở trong kinh này á, Đức Phật nói có 10 cái pháp mà như ngày hôm qua giờ mình học. Từ cái đời sống của mình cho đến cái địa vị của mình, cho đến sự thông minh của mình, cho đến chỗ ở, chỗ ăn, cái mặt của mình, thậm chí những cái chứng quả của mình cũng không là gì hết. Và nếu mình đem những cái đó của mình có mà mình khinh thường người khác là không nên. Và trong 10 thứ phiền não căn bản, 5 cái căn bản bên trên này, 5 cái phiền não trên này là nặng nề nhất. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là 5 thứ. Tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là gì? Là khinh thường, ngạo mạn. Nghi là nghi ngờ đó. Tham, sân, si, mạn, nghi. Thì 5 cái này gọi là 5 thượng phần kiết sử, 5 cái phần trên của phiền não. Còn 5 cái phần dưới của phiền não gọi là 5 hạ phần kiết sử, là 5 cái thuộc về cái thấy của chúng ta. Kiến là cái thấy, một cái chữ chung thôi, mà kiến này nó chia ra nữa. Thấy lệch là biên kiến nè. Thấy lệch bên là gọi là biên kiến. Thấy sai quấy là tà kiến. Ví dụ như chụp hình không được chụp 3 người,
không? Thờ Phật phải xây về hướng nào, niệm Phật phải xây về hướng nào, rồi phải làm gì gì đó, đó là tà kiến hết. Mà người nào mà còn ôm tà kiến là người đó không đi đâu được xa hết trơn. Bởi vì làm gì cũng sợ hết. Cho nên Phật mới có người hỏi Phật ngày nào ngày tốt, tháng nào tháng tốt. Phật nói ngày nào mà suy nghĩ tốt, ý mình suy nghĩ tốt, miệng mình nói tốt, thân mình làm tốt, ngày đó ngày tốt. Ngày nào mình nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, ngày đó ngày xấu. Khỏi coi ngày. Cho nên trong chùa mình nếu làm, mình làm đúng Phật Pháp thì chẳng coi ngày, coi tuổi gì hết. Mình nếu mà việc đó mà quý vị để ý có thiếu gì người ta cũng coi tuổi, mà nó có hạp đâu, phải không? Cũng coi tuổi dữ dội lắm đó, rồi có hạp ai đâu, rồi cũng sống phiền não khổ đau như thường, tại nó không hiểu nhau. Không phải cái hạp là do hạp hay không là do mình. Hồi Pháp Hòa tới đây năm 2002 là chú Nguyên Thạnh đại diện chùa mời tới. Em có bao giờ em nghĩ là em dính tới cái chùa này tới giờ này đâu. Đó. Chỉ nghĩ là một lần tới thôi, mà lúc đó gặp Tiến nè, trời tóc dài dài cũng chụp hình, ông này mà ớn ớn. Tại vì hồi cái đầu mình hồi nhỏ là mình quan niệm làm sao? Tóc dài xăm mình là ớn lắm. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng nói chuyện với các bậc cha mẹ và nói á, cái nhìn của mình á là biên kiến, hay nói cách khác là cái thành kiến. Mình thấy ai xăm mình là mình định nghĩa liền, này du đảng á. Nhưng mà thật sự ra cái xăm mình của cái người hải ở nước ngoài, người ta suy nghĩ nó khác lắm. Xăm mình là một nghệ thuật, nhưng mà tại vì nó là nghệ thuật cho nên nó xăm tá lả, nó xăm từ trên mắt trên môi nó xăm. Ở Việt Nam mình là thấy ai xăm mình là thuộc anh chị bự ạ. Phải không? Nó cái bào thuốc cấp tăng á. Hồi đó Việt Nam mình có thuốc cấp tăng á. Khắc cấp tăng. Hỏi là gì vậy? Con anh phá sản tại anh ngu. Con anh phá sản tại anh ngu là cấp tăng á. Nó xăm hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình. Mình thấy ta xăm mình là mình... Ai con trai mà tóc dài là không được. Mà ngược lại, con gái mà mặc quần đùi xà lọn thuộc anh chị rồi. Qua đây chẳng qua là cái ăn mặc của người ta, chẳng qua cái nghệ thuật cái của người ta thôi. Thành ra mình ở quốc độ nào mình có một cái nhìn về cái việc đó, rồi mình đem ôm nguyên một cái khối mình nhìn từ Việt Nam sang qua đây, rồi người nào mình cũng lăn một cái kính hết trơn, thì mình làm khổ mình. Cái đó là một thứ kiến mà Phật gọi là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là mình chấp vào cái thấy của mình, là giới cấm thủ, là mình định nghĩa cái này là phải như vậy chứ không làm hơn được. Ví dụ như mình nói người chết là cúng ba chén cơm, để hai đôi đũa thôi, giữa ăn đôi, hai bên hai chiếc. Người nào mới chết đó, trong vòng 49 ngày cúng vậy đó. Hỏi tại sao cúng vậy? Giải thích. Cái người ở giữa ăn một đôi, người mới chết lúc nào đi về ăn cũng có hai người kèm theo, cho nên cúng hai chiếc để chi nó ăn cho chậm. Để nó không hối người thân mình đi về. Trời ơi, làm như mấy ông kem đó, rủi mà gặp kem Ấn Độ là nó bốc. Bộ đó dễ cho mình gạt sao? Để chiếc đũa, anh ăn chiếc đũa, tôi gấp không được, tôi bóc. Tôi bóc không được, tôi lấy nĩa tôi cầm. Mà cứ phải, cứ cái quan niệm, cái nghĩ của mình là người mới chết là đi có hai anh kèm theo. Mà ảnh mà kèm theo, ảnh ăn cúng ba chén. Vì vậy cho nên á, cúng cơm cho ba chén cơm á, cúng cho người chết ở chính giữa đó, phải đôn cơm khá khá một chút. Rồi hai người hai bên cúng ít ít một chút. Cúng ít nó ăn, nó tức, nó hối về còn lẹ nữa. Đi đám tang không dám đi thẳng về nhà, đi lại cái cemetery ở trên đầu đường này mình hay đi nè. Xong rồi tấp vô cái park nào, mở cửa xe ra mời ma đi xuống, rồi mới dám về nhà. Nếu mà lái xe thẳng từ nhà hoàng mà về nhà là ma nó theo mình về nhà.
Trời đất ơi, bây giờ đậu vô mà nói ma ơi mời đi xuống, nó không xuống mình làm gì nó. Rồi bây giờ ngược lại, nếu mà nó bước xuống nó cho mình thấy, mình dám đứng đó và lái xe về nữa không? Hay là mình đứt tim mình chết theo người ở ngoài bạn? Những cái đó đều là tà kiến, đều là kiến thủ kiến, những cái thấy mà. Cho nên Đức Phật nói, chỉ có khi nào chúng ta thấy trọn vẹn thì chúng ta mới hết khổ thôi. Mình thấy một cái người kia họ sao kỳ cục, tại mình không biết được đời sống của họ, họ có những đau khổ của quá khứ. Họ đã sống bằng một cái pháp như vậy lâu ngày cho nên họ mới hình thành một con người như vậy. Ví dụ như họ bị gạt quá trời, riết giờ họ sanh ra họ nghi. Chứ ông Tào Tháo mà ông nghi Hoa Đà không cho mổ cái đầu ổng cũng có lý do. Là vì hồi trước ổng cũng nghi người ta giết ổng đó. Người ta mài dao, người ta mổ heo, người ta mời ổng ăn mà rốt cuộc ổng nghĩ người ta mài dao giết ổng, giết hết cả nhà người ta. Rồi sống bằng cái nghi đó riết cho nên cuối cùng cuối đời của ông bệnh nhức đầu. Mà ông Hoa Đà đó là một ông thầy thuốc rất giỏi thời đó. Mổ đầu ông ra, nạo cái não đó đi rồi sạch sẽ rồi gắn vô trở lại. Làm sao thời đó ông tin nổi là có một cái kỹ thuật như vậy, một cái y học như vậy. Không cho, nó mi muốn giết ta, mi giả bộ mi nói vậy để mi mổ cái đầu ta. Mổ đầu ra rồi làm sao mà sống được. Cuối cùng chấp nhận không cho mổ cái đầu. Ông Tào Tháo chết, chết vì cái bệnh nhức đầu là do nghi ông Hoa Đà không cho mình, không cứu được mình. Cho nên năm cái đó, đó tham sân si mạng nghi là năm cái kiết, năm cái phiền não ở phần đầu rất là trọng. Còn năm cái này nó vi tế lắm, vì cái thấy đó, đó nó ngấm ngầm, nó từ từ mà nó khổ ghê gớm. Nó khổ hết một đời này, nó khổ sang đời sau, nó khổ một thế hệ, hai thế hệ, chứ đâu phải bình thường. Nhất là những người ôm ấp tà kiến, là những cái thấy mà chữ tà đây là lệch lạc chứ không có gì hết đó. Thấy mà lệch lạc đều gọi là tà kiến hết. Ví dụ như là quý vị nào mà thắp cây nhang, mà nếu cây nhang nó cong đó nha, trời Phật linh không, tôi thắp là, trời ơi Phật có rảnh đâu mà ngồi đó nhang cong với nhang quẹo. Nếu mình thắp nhầm cái nhang mà nếu mà mình thật sự mình nghĩ là Phật chứng để bụng đi, nói ra riết cái nó bắt đầu cứ thế mà nó thành ra một cái gì, một cái truyền thừa, và người ta nghĩ đó đạo Phật vậy đó. Đạo Phật ở mấy cái nhang cong nè, trời ơi cúng cơm mà cái gì nó khác khác cái đó về ông linh đó, nó ăn. Rồi người ta sẽ nhìn vô đạo Phật, mà thật sự ra đạo Phật không phải cái đó. Đạo Phật là dạy cho mình cái pháp để mình sống chân đúng với cái pháp đó, để mình trở thành bậc chân nhân. Mà người chân nhân là nhờ có chân pháp chứ không phải cái pháp khác. Anh giỏi cỡ nào, thấy không? Đức Phật nói nè, anh giỏi cỡ nào mà anh coi thường người ta thôi là anh đã lệch rồi, là anh không phải chân nhân rồi. Còn anh không biết gì hết á, nhưng mà anh như pháp anh sống, anh tùy pháp anh sống thuận pháp. Ví dụ như Pháp Hòa không ăn chiều, Pháp nói ví dụ vậy. Bây giờ Pháp Hòa tới đây quý vị đãi bữa cơm chiều, Pháp cũng ăn, nhưng mình ăn lấy hương lấy hoa cho đại chúng người ta vui. Chuyện mình ăn ít ăn nhiều mình biết, ta đâu có để ý đâu, miễn mình có ngồi ăn người ta vui rồi. Pháp Hòa gặp những bậc hòa thượng, các ngài ở chùa là không bao giờ ăn chiều, đại chúng chùa quý thầy không ăn, nhưng mà các ngài ra ngoài với mình á, mình ăn chiều các ngài vẫn ngồi ăn nhẹ nhàng, không có gì trở ngại. Món gì mình ăn được mình ăn, ăn không được không cần tuyên bố la làng gì hết trơn. Như sáng mà nói, thậm chí cuộc đời này có nhiều lúc đó, nó khó nuốt lắm. Giống như mình nuốt miếng khổ qua mà không phải cái món của mình vậy, mà nuốt ực một cái đi, có chết ai đâu. Nhưng mà tại vì chẳng qua là mình không ăn được khổ qua thôi, ráng nuốt miếng nó rồi là nó xong rồi. Cuộc đời này có những lúc mình rơi vào những cái tình cảnh như vậy, giống như mình nuốt miếng khổ qua, miếng bánh gì mà mình không ưa vậy, ráng nuốt một cái rồi nó đã xong. Còn mình mà nhả ra rồi mình nói trời ơi trong này có này, thấy không? Mà trong cái đó cả một nồi mình không thấy trân trọng, chỉ miếng mình không thích là mình là làng là sớm rồi.
Thành ra ngay cái pháp đó là người ta nhìn vô, ta biết mình cái cách ứng xử của mình như thế nào. Cho nhiều khi cuộc đời sống của mình nó không có cái gì mà ghê gớm đặc biệt hết, đời sống rất bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó, chúng ta sống được những cái màu nhiệm đó, chúng ta phi thường lắm. Anh ăn không được miếng khổ qua, nhưng mà anh vẫn, lỡ anh bỏ một miếng nhai rồi, anh vẫn nuốt miếng khổ qua để mọi việc này em cho làm được ở đâu. Anh nuốt miếng khổ qua không hề chết, bằng chứng người ta ăn đâu có chết, chẳng qua là nó đắng quá đối với anh thôi. Rác nuốt miếng đó vô. Rồi thế này, chúng cuộc đời này mình phải nuốt như vậy nhiều lắm mới sống sót tới bây giờ nè. Nhà mới cửa nó mới tới bây giờ nè, chứ thử mà bây giờ ăn gì cũng ưng là phun ra hết. Không có một món nào mà không ưng mình hết. Ví dụ như giờ ta đổ bánh bèo, ta để hành, mình không hành thì chết hành quá. Mình đâu phải vì miếng hành mà không ăn bánh bèo. Thành thử ra cuộc sống nó nhẹ nhàng như vậy, thì đó là cái pháp tu, đó là cái cách sống của chúng ta. Thì cái pháp sống như vậy đó gọi là chân nhân, vì mình có chân pháp. Và chúng ta biết tùy pháp, thuận pháp, như pháp, và sống được với chân đế. Tất cả cái chúng ta đang làm là tục đế hết. Tấm Phật là tục đế, tụng kinh lấy chuông lấy mõ ra tụng là tục đế, cúng cơm cho người mất là tục đế, thờ hình thờ ấy tục đế hết. Nhưng mà trong tục đế đó chúng ta nói lên được đạo lý. Bây giờ mình không để bàn thờ ông bà cất hình hết, hết đời mình con cháu chẳng biết cái ông đó là ai. Cho nên trong cái hình phải ghi chú. Ở nhà mình nếu có những bức hình ông bà tổ tiên phải ghi lại, ông này là tên gì. Nếu mình biết năm sinh năm mất ghi hết đời mình là con cháu nó dựa theo những cái đó mà nó duy trì. Thậm chí bây giờ đại chúng thấy á, một cái hình mình chụp á, mà mình không có ghi lại, 10 năm sau mình coi mình không nhớ là mình chụp cái hình này ở đâu. Nhiều khi 10 năm 15 năm chụp mà không nhớ đâu, tại vì mình không có ghi chú. Đó, bản thân mình thôi. Vì vậy thì người Việt Nam chúng ta để cái bàn thờ ông bà đó không hề mê tín gì cả. Nó là một pháp trong muôn ngàn thứ pháp. Cho nên á, cái ngày Tăng Triệu, ngày định nghĩa chữ chữ A Hàm như nãy qua nói, pháp chân, pháp thật, pháp tục, pháp chân, hiền, ngu, thánh, phàm, nó đều chung vô một cái A Hàm hết. Tội phước gì nó nằm trong đó. Thì nó là pháp, nó là tư, nó là thắng pháp. Thắng pháp là vi diệu pháp. Mặc dù nó không có nói lên được, nó không có làm cho con người giải thoát, nhưng mà ở một cái pháp tương đối nào đó, nó vẫn giúp cho con người hướng thượng. Quý vị thấy tượng Phật không? Đâu phải là pháp tuyệt đối giải thoát đâu, nhưng mà ở tương đối, tượng Phật giúp cho con người hướng tâm, nghĩ thiện. Không ai mà thấy tượng Phật mà nghĩ bậy cả. Thấy Phật là miệng phải nói chữ Phật và tâm phải hướng Phật. Vậy thì tượng Phật là một biểu pháp. Cây bồ đề là một biểu pháp. Hoa sen là một biểu pháp của Phật. Chúng ta thấy được cái đó là chúng ta thấy chân pháp. Và sống được như vậy là sống với người chân nhân, sống bằng chân pháp. Thôi chúng ta nghỉ. Đại chúng hồi hướng. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa về mùa Phật Đản, thì như Pháp Hòa có thưa ngày hôm qua đó, thì chị Diệu Tuấn, một người bạn đạo của mình ở đây đó, thì bây giờ cô cũng lâm bệnh và cũng đi xuất gia rồi. Thì thôi các anh em, thứ nhất là trợ duyên cho cô trên bước đường tu thêm một bước nữa, và đồng thời cũng trợ duyên cho cái bệnh của cô. Thì tuần nào cô khỏe thì cô về với đại chúng, tuần nào không khỏe thì cô không có về. Trong thời gian dưỡng bệnh đó, thì quý vị cứ tiếp tục duy trì sinh hoạt của chùa và trợ duyên cho cô trên cái bước đường thêm một bước xa nữa của mình. Thì ở đây bây giờ là toàn là những người trưởng lão hết rồi. Trưởng lão là những người lâu năm nha, đừng buồn nó, trời tôi đâu có già đâu.
Chúc đại chúng an lạc và tu tập. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.